Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết trinh thám Việt Nam mang tựa đề Bí ẩn bức tranh cổ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính cuối tháng chạp dương lịch trời hết mưa phố xá đà lạt đẹp như những bức tranh màu in trên các tấm bưu thiếp không khí trong như lọc hai hàng cây cao ngất bên vệ đường vươn những cành lá xanh tươi Thầu góp tất cả cái nóng của mặt trời chiếu đổ xuống một hơi gió thoảng qua vòng cây rào xạc reo vui buông vội xuống năm ba vạt nắng vàng tươi hòa hơi ấm mặt trời và trong cái mắt lạnh của không gian vẻ đẹp thanh tao ấy đã quá quen thuộc với dân địa phương nên dường như chỉ có khách du lịch mới tế nhận được mà thưởng thức cường một thiếu sinh hướng đạo hành trang cắm trải khoác trên vai vừa đi vừa huy sáo trong bức tranh cậu thấy đây không phải lần đầu bước những bước thật chậm rãi như cố ý ngâm tắm trong bầu không khí sạch lành chút cho hết những mệt nhọc và bụi bặm quả non một ngày ngồi rú rú trên xe đò oi bức mải mê nhìn cảnh đẹp đến văn phòng xưởng đồ hộp kiến bình lúc nào cũng không hay chưa kịp bước vào đã nghe có tiếng rao vui từ trong nhà vang ra a anh cường anh cường một chú bé chừng mười hai tuổi chạy ra sao vào lòng cường hai anh em ôm nhau âu yếm anh căn có nhà không chính cường hỏi tay vỗ vỗ và lưng chú bé thưa anh có anh em đang dạy bê trúc ngọc trên lầu anh mua nhà đi để em lên gọi nói xong chính chạy ù lên cầu thang vừa chạy vừa la anh căn ơi có anh cường ở sài gòn lên chơi đó tiếng nói của chính trong vở ấm có một âm thanh đặc biệt tiếng nói ấy cường đã nghe quen nhưng lần này nó lại gợi cho cậu nhớ lại một kỷ niệm tuy mơ hồ nhưng mới mẻ tay nhẹ nhàng ngữ túi hành trang trên vai mắt đăm đăm ngó vào khoảng không cường băn khoăn suy nghĩ căn từ trên lầu chạy xuống tay bắt mặt mừng Cường vừa lên tới hả Sao không biết thứ báo trước cho tao hay Báo trước làm gì Để cho mày ngạc nhiên Sướng hơn À hai bác đâu Chú thím tao bận rộn suốt ngày bên xưởng Nhưng chú ta cũng sắp về đây Lo ít giấy tờ cho khách Cường lắng nghe bạn nói Chăm chú đến âm thanh hơn là đến ý nghĩa Lòng gần ngưu suy nghĩ Lạ thật Sao giọng nói anh em thằng này cũng có cái âm điệu kỳ đặc ấy nhỉ? Thấy nét mặt đăm chiêu của Cường, cắn bỗ vai bạn cười trêu. Làm chi mà lo đa vậy, thằng này kỳ quá ta. Mới ra Sài Gòn có một ngày mà đã như người mất hồn, như ai đó bạn? Chuyện đứng đắn mà mày. Cường nghiêm trang đáp. Ở Sài Gòn, tao mới quen một người bạn nhỏ có tiếng nói giống hệt tiếng nói của anh em mày Nên tao mới lấy làm lạ lùng mà suy nghĩ chứ Ủa hay là em tao đó cũng chưa biết chừng à Căn nói nửa đùa nửa thật Nó mặt mũi thế nào kể mau tao nghe đi Một giọng nói ý hệt tiếng căn cất lên khiến Cường giật mình quay lại Phải đó cậu Cường làm ơn kể cho bác và em căn nghe đi Ông sĩ chú của căn đã từ sượng trở về và nhà lúc nào mà không một ai hay cường bội chắp tay chào chào bác ạ à, hai bác vẫn được mạnh giỏi chứ ạ à? cảm ơn cháu hai bác nhờ trời vẫn mạnh cháu lên đây cắm trại hà cắm trại xong ở đây chơi với các em lâu lâu nhé thế nào hai bác đành nhà vẫn được bình an cả đấy chứ thưa bác vâng ạ à. bà ma cháu có lời lên kính thăm hai bác đoàn của cháu lên đây cắm trại bao hôm cháu lên trước một ngày chơi với anh căn ngày mai cháu mới họp trại ạ à? vậy hả cháu đi đường chắc mệt nhọc hãy vào tắm một cái cho nó mát đã rồi đã nói chuyện sài gòn cho bác nghe cương ở cư xá lữ gia sáng nào cũng chạy xe Honda qua đường nguyễn văn thoại dọc trường đua phú thọ để đến trường hương đạo mấy tháng nay cậu chú ý thấy bên thông trường đua mọc lên nhiều túp lều bán nước ngọt và sửa chữa xe gắn máy các bạn cậu thường chỉ cho cậu thấy một chiếc lều căng vương vắn rộng rãi và ngăn nắp nhất và giới thiệu thằng nhỏ sửa xe giỏi số rách và cũng thực thảo số rách một buổi sáng trời mưa cường vừa ra khỏi nhà được một quãng đến góc trường đua thì xe cán phải đinh không đi được nữa mặc dầu ngay cạnh đó có một tiệm sửa xe đang vắng khách cường vẫn cố đẩy xe đi mấy chục thước đến căn lều của chú bé thật là danh bất hư truyền Mới hết giờ dưới nghiêm ngót một tiếng đồng hồ Mà lều chú bé đã đông khách Một ông già vừa trả tiền dắt xe đa Một bà đang đợi chiếc đùa xe ép gần xong Chú bé làm việc không ngơi tay Vội thám vỏ xe cường ra tìm chỗ thủng Lại hoay vá Bà khách lấy xe đa Vừa trả tiền xong đã thấy một cô Ăn mặc sang trọng để một chiếc PC50 tới năn nỉ Chú em làm ơn sửa dùm gấp chút Chả biết như cái gì mà đạp hết nơi không thấy nổ máy trời ơi sáng nay dám chơi giờ quá chú bé đạp thử mấy cái lắng tai nghe đôi cú xuống mở máy lau chùi hư bu di hả cô gái hỏi Mở tay ở đằng kia chưa được nửa tháng mà đã vậy thôi cứ tay đại dùm cái khác đi cho được việc chẳng nói chẳng rằng chú bé lay hoay vài phút đứng lên đạp máy nổ đòn tan mặt cô gái đang khó đăm đăm bỗng tươi hẳn lên nụ cười đặng đỡ Bao nhiêu chú em Cô gái vừa hỏi vừa lo le Tấm giấy bạc 200 Thôi ạ à, Chú bé lắc đầu đáp Có sửa chi đâu mà lấy tiền Bùi còn tốt không giữ gìn Để nó dơ nên xanh trứng vậy Lau sạch là máy chạy tốt ngay Tiếng nói trong vở ấm Cường nghe quen quen Nhưng nghi mãi không ra Giống tiếng nói của ai Nói xong chú bé quay vào cúi xuống lắp xe cho Cường không nghe thấy cô gái cảm ơn trước khi tần ngần dắt xe đa cũng không trông thấy hai người một đàn ông một đàn bà sông sộc bước vào trong lều từ lúc nào người đàn bà cong cớn Ngu ơi là ngu không đổ đâu cho ít cái ngu vậy đó như vậy mà không biết đập cho thẳng tay thì là ngu hết chỗ nói người đàn ông quất tim Bụi gì còn tốt thì càng ngay chứ con làm sao cứ liệng mẹ nó vào mùa xó lấy cái nào cũ cũ mà còn xe tạm được nắp thế vào Đôi quất thẳng cánh Hai bò cho tao xem có được không nào Đầu óc mày làm sao Tao dậy mãi mà chưa thấy khôn hơn được một chút xíu nào gọi là có Mà cỡ thay cho miệng người nói Cũng như cho tai người nghe Cường bước đá khỏi lều Ngắm trời ngắm đất Nhưng cơn mưa quay ác Ở đâu bỗng đổ ập xuống Buộc Cường phải bước trở vô lều Bật đặc dĩ phải nghe đầy hai tai Những lời dạy khôn chú bé Sao động một chút mày lại cứ vác cái tiếng lương thiện vô duyên học được ở nhà trường ra dọa tao vậy Mày thấy mấy người lương thiện tay làm hàm nhai có người nào đủ sống không Hay là chưa ăn bữa nay đã lo bữa mai Chứ đừng nói đến lên xe xuống ngựa Bộ mày tưởng những người có tiền triệu tiền tỷ Ăn sung mặc sướng đều là những người làm ăn lương thiện cả hay sao Tao muốn dạy cho mày mở mắt ra Sau này ấm vào thân mà mày vẫn chứng nào tật nấy không chịu nghe Sao mày ngu quá vậy ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt chẳng đặng đừng cương phải lên tiếng bính vực cho chú bé thưa ông chú bé này làm việc giỏi mà thật thà đó là hai điều thiết yếu để thành công ai cũng bên chú bé người nọ mách bảo cho người kia nên cửa hàng chú bé lúc nào cũng đông khách ông coi mặt này thu gì chú sửa xe mà có chỗ nào đắt hàng bằng chỗ này đâu ông đi xe thường đồ xăng chắc đó vụ này chạm xăng nào ăn gian đồ xăng thiếu khách chỉ mắc lận một hai lần mà thôi đội nổi giận bỏ đi đổ sang chỗ khác dù không thuận đường còn chạm nào đàng hoàng đong xăng đầy thối tiền đủ thì lúc nào cũng gạt ra không hết cách vậy có phải là làm ăn lương thiện bao giờ cũng được tiếng tốt và thấu lợi lâu bền không người ta kêu là ăn ít mà no lâu là vậy đó người đàn ông cứng họng chưa biết chống chế ra sao mày chú bé lên tiếng cứu nguy xe xong rồi anh Cưng trả tiền cảm ơn chú bé gật đầu chào hai người kia dắt xe ra trời lại đổ mưa cơn trước vừa dứt hạt cơn sau lại ập xuống đào đào đành dựng xe lên lấy áo mưa ra mặc trong lều tiếng người đàn bà the thé vang lên từ sáng đến giờ được bao nhiêu đưa đây có tiếng nhỏ nhẹ hai người sửa chút đỉnh mỗi người một trăm một miếng vá ba chục hai người mỗi người hai miếng vá năm chục tất cả là ba trăm ba kể cả năm chục vừa rồi tiếng người đàn bà lại cất lên nghe khó chịu hết sức từ sáng đến giờ lâu ớn rồi mới kiếm được có ba trăm ba thôi hả trời ơi làm ăn cái kiểu này thì ngày chết đói đã hỏng cả đám tao chắc thế nào mày cũng đã cho nọt lưới vài ba cái bánh bao hay một cái tô hủ tiếu rồi chứ chẳng không có đứng dậy lại đây biểu từ sáng đến giờ mày đã nốc những gì rồi tiếng trả lời thật kẽ thật tội nghiệp nghe như có trộn nước mắt thưa chưa chưa tao tin ông vô thôi thằng ông mãnh đưa 300 đây còn ba chục đó cho mua xôi mà ăn chứ không đủ hai ngàn mang về mày chết với tao thưa bác cường tiếp tục kể chú bé thật dễ thương hết sức lần đầu tiên vừa nghe tiếng nói của nó có một âm thanh quen thuộc cháu có cảm tình ngay sau bữa ấy cháu lựa những lúc nó vắng khách lên la là làm quen Trước nó còn ké né So dạn dày Nó thua cháu 2 tuổi Nên xưng em và kêu cháu bằng anh Nó tên chi Mặt mũi ra sao Ông sĩ si xôn sáng hỏi Thưa bác Nó tên có Nghe người ta quen gọi là thằng có Honda Có mặt mũi sáng sủa Chán cao và động. Mặt cũng vuông chữ điền như mặt anh căn vậy đó bác Đôi mày vé đậm nét Và hơi xích trên cặp mắt tinh anh Mũi thẳng Miệng cười khá tươi Chân tay đắn đỏi thân hình cân đối Trông không khác gì anh căn đây là bao Bác cứ tưởng tượng anh căn mà hóp đi một chút Tay chân to và đen đuổi thêm một chút Nét mặt cũng kém vui đi một chút Là bác thấy ngay hình ảnh khá trung thực của chú bé Phải rồi Ông sĩ trầm gâm nói Chắc đời sống của nó khổ cực và lao lũ lắm Phải không cậu Thưa bác không hẳn vậy Tuy quần áo không được lành lặn gì cho lắm Nhưng được cái nó biết giữ gìn sạch sẽ Nên trông không có vẻ lam lũ khổ sở Nó đang là nó làm thợ quần quật suốt ngày Thế mà dù mới thoạt trông thấy Hay là đừng ngắm cho kỹ Đâu ai không bảo nó là con nhà gia thế Vì gặp bước không may nên mới đàn đông nỗi Anh thường hay gặp nó hả Căn vồn vã hỏi Ừ thằng nhỏ ngoan vô cùng Được học đến nửa trường lớp nhì Thì phải bỏ dở vì biên cố tết mậu thân Mấy năm nay không được học hành gì nhưng khi trước Lúc 6-7 tuổi Được học 2 năm chương trình Pháp mới ngộ chữ Tôi mến nó no lắm Nên những buổi trưa rỗi rảnh Thường ghé vào lều dạy cho nó dăm ba chữ Nó chăm và sáng dạ Nên qua chương trình lớp 5 rất nhanh Bây giờ đang theo ngon lành chương trình lớp 6 đó Lạ nhỉ Ông chu hãng kiến bình nói một mình Sau mấy phút trầm tư Lạ nhỉ Hai năm học chương trình Pháp Tết mậu thân Bỗng quay sang cường Ông đột ngột bảo Là thật đấy cậu Cường Thế cậu có hỏi ra thế cậu ta ra sao không Thưa bác không ạ à, Cháu giữ ý không gợi chuyện gia đình Sợ nó buồn tuổi Cháu thấy cứ để mặc cho nó Tự ý thổ lộ mỗi ngày một chút tỷ hơn Gom lại những bầu chuyện tâm sự của nó Thì thấy Nó quả thật là con nhà khá giả Trước kia sống với ông cậu ở Sài Gòn Và học trường Ta Be Sau theo ông cậu ra Trung học tiếp chương trình Việt ông cậu làm ăn thất bại và chết sau mậu thân trước khi chết ông cậu bà mợ giao nó cho vợ chồng một người bà con ít ngày sau vợ chồng người này cũng bị thương nặng ở dọc đường chạy loạn lại giao cho một cặp vợ chồng quen biết khác hai người này không có họ hàng gì với nó và chính là cặp vợ chồng cháu gặp trong lều sửa xe bữa nọ thoạt chồng cháu đã biết ngay họ không thể nào là cha mẹ ruột của thằng có được vì người đàn ông thì mặt có tướng tham và giữ còn người đàn bà thì béo phục béo phịch ăn nói hàm hồ thô lỗ tịnh không có một nét nào giống thằng có hết có có phải là tên thật của nó không nó hỏi gì ông sĩ hỏi dồn dập cha mẹ nó tên gì cậu mợ nó tên gì cậu có hỏi kỹ không thưa bác không ạ à. thằng có không nói cháu cũng không hỏi ạ à. sau bỗng dưng hôm nay gặp thằng căn cậu lại liên tưởng đến thằng có vậy thưa bác nguyên do là ở tiếng nói âm thanh của tiếng nói cháu nhận thấy trời sinh đa con người ta thật là một công trình kỳ diệu không những con cái có nét mặt và dáng dấp giống cha mẹ mà còn giống cả giọng nói tiếng cười nữa như trong gia đình cháu tiếng nói của mấy anh em trai của cháu giống tiếng nói của ba cháu đến độ ngay người trong nhà cũng có khi lẫn tiếng người nọ ra tiếng người kia ở ngoài đường ta có thể gặp một người nào đó rất giống với một người khác nhưng khi nghe tiếng nói thì phân biệt được ra ngay ngày mới gặp có cháu nhớ mãi mãi tiếng nói của nó rất ư là quen thuộc nhưng nhất đán không nhớ được là giống tiếng ai hôm nay nghe tiếng reo của em chính rồi tiếng nói của anh căn sau nữa là tiếng nói của bác cháu mới chợt nghĩ ra thật đó rằng là tiếng nói của cùng một dòng họ thưa bác chuyện đầu đuôi như thế cháu nghĩ sao thưa vậy nếu có điều chi thất tố Xin bác tha thứ cho cháu ạ à? Không không Ông sĩ vội nói Cậu suy luận hoàn toàn hữu lý Có thể thằng có đó là cháu ruột của tôi Tức là em ruột thằng căn đó Cậu Cường ạ à. Cường trôi mắt kinh ngạc Ngó ông chủ hắn đồ hộp kín bình Đứng nghiêm trang Chắp hai tay lên trán Mắt liêm diêm khấn vái Lại trời phù hộ cho con lại vong hồn anh chị sông khôn thác thiêng phù hội cho em sớm tìm cho ra thằng cư để gây dựng cho nó lên người. Sắp đến giờ đóng cửa văn phòng, ông chủ hãng kiến bình mời Cường ngồi chơi ở chiếc ghế bành nơi phòng khách đối diện với ông. Tất cả con cháu cũng được ngồi vây quanh để nghe ông nói chuyện gia đình. Ông nâng tách trà đượm hương thơm ngát mời. Cậu Cường dùng trà đi, thử xem trà Việt Nam trồng, Việt Nam sấy Việt Nam ướp có thua gì trà tàu không nào Cường nhấp vài hớp nhỏ Đặt tách xuống thưa Thưa bác Bấy lâu nay trà ở Việt Nam Vẫn do Việt Nam trồng Người tàu chỉ có cái bánh khóe mua về để Nào sấy, nào hồ đội đánh bánh đặt ra những cái tên thật kêu Để đánh lận con đen Làm cho những người cả tin và ưa dùng đồ ngoại Hóa yên trí đó là sản phẩm chính thức của người tàu Còn nói về phương diện ướp hương Thì từ xưa đến nay Chỉ có Việt Nam là nhất chỉ có điều ta chỉ sản xuất được ít để dùng trong phạm vi gia đình mà thôi Vì quá tốn công, tốn của và tốn luôn cả thì giờ nữa Ông chủ hãng kiến bình đắc ý cười ha hả Phải rồi, người tàu bất quá ướp được lại Thơm nhưng không nhã Còn ướp sen, ướp sói, ướp ngâu thì phải ta mới làm được Nhưng thôi, chuyện đấy để khi nào nhàn rỗi ta sẽ bàn sau Giờ ta nói chuyện hệ trọng, chuyện gia đình Cậu Cường ạ à, cậu chơi với em căn đã lâu anh em thân thiết tôi quái cũng như người trong một nhà nay tôi đem chuyện riêng trong gia đình ra nói cho cậu nghe mong nhờ cái hồng phúc của cậu giúp thêm vào cái hồng phúc của gia đình tôi để mai ra tìm được một người cháu ruột mất tích đã mấy năm nay câu chuyện dài dòng phải kể rành mạch từ gốc cho đến ngọn mới được gia đình họ nguyễn thiển tôi là một gia đình có bề thế nhất nhì ở tỉnh bến tre nay là kiến hòa các cụ thân sinh ra tôi Có hai người con trai Anh trai tôi là ông Nguyễn Thiện Nhân Và tôi là Nguyễn Thiện Sĩ Anh hai tôi lấy vợ người thừa thiên Họ Phạm Sinh được hai con trai Đứa lớn là Nguyễn Thiện Căn Bạn của cậu đây Năm nay 16 tuổi Đứa nhỏ là Nguyễn Thiện Cơ Thu anh nó 2 tuổi Tức là năm nay 14 tuổi Vợ chồng tôi cũng sinh được hai con như cậu đã biết Trai là thằng Nguyễn Thiện Chính 12 tuổi và cái là con Thanh Trúc năm nay lên 8 Trước khi trăm tuổi Các cụ chia ra tài cho hai anh em chúng tôi Anh tôi là con trường được giữ ngôi từ đường Cùng 10 mẫu vừa ruộng vừa vườn Quanh ngôi từ đường làm của hương hỏa Còn bao nhiêu thì chia đều cho hai anh em Chị hai tôi chẳng may mất sớm Anh hai tôi thương xót lắm Chắc là trước khi mất Chị tôi có chối chăng lại cho anh tôi Nhờ đồn bọc cho người em trai là ông Phạm Văn Khánh Vừa nghèo vừa không có con nối dõi thành ra lòng thương vợ bao nhiêu anh tôi đổ dồn vào lòng thương người em vợ bấy nhiêu cứ đằng thắng mà nói thì thương thiếu gì cách thương mà giúp đỡ cũng thiếu gì cách giúp đỡ chỉ tức một điều là anh tôi thương và giúp đỡ không nhầm lối khiến cho anh tôi bỗng dưng lạc mất đứa con trai nói cho ngay ông khánh không phải là người xấu nhưng người vợ xem ra có ít tham lam tôi cũng không hiểu vợ chồng khánh nó đã nói vào thế nào mà anh tôi gọi bán hết tất cả ruộng nương về phần anh tôi chỉ bớt lại có ngôi từ đường với 10 mẫu hướng hỏa mà thôi anh tôi có thiếu thốn gì đâu cho cam mà phải bán ruộng bán đất thậm chí đến 100 mẫu ruộng được quyền giữ lại làm suất lưu trí theo luật cải cách điền địa hồi bấy giờ anh tôi cũng bán luôn chẳng qua là muốn cho có thật nhiều tiền để cung cấp cho người em vợ làm vốn kinh doanh còn một điều này nữa mới thật là kỳ cục Tôi nghĩ mãi không tìm ra nguyên ủy Đó là Thay vì để cho hai đứa con trai mồ côi mẹ hù hỉ với mình Anh tôi chả biết nghĩ quẩn nghĩ quanh thế nào Hay là nghe ai nói ngon nói ngọt làm sao Mà nữ đem giao thằng cơ Từ khi nó mới có đến 5 tuổi Cho vợ chồng cậu Khánh đem biệt lên Sài Gòn nuôi và cho ăn học Tôi có tìm lời khuyên can Nhưng anh tôi nhất định không chịu nghe Được vài năm Ngay đầu vợ chồng cậu Khánh làm ăn thất bại Phải bỏ đất Sài Gòn dắt nhau đau huế sinh sống ở Huế họ cũng không khá hơn, tệ hại hơn là đằng khác. Họ nhiều lần thúc bách anh tôi phải gửi tiền ra chu cấp. Không hiểu anh tôi tiêu pha hay bị rút rỉa cách nào mà vào khoảng một tháng trước Tết Mậu Thân, anh tôi cạn hết tiền phải hỏi mượn đỡ tôi một số khá lớn. Anh tôi bảo đây là lần sau chót giúp đỡ cho vợ chồng Khánh theo lời yêu cầu của họ để nhân dịp này họ thuận cho Đức Thằng Cư vào Nam, kéo ở mãi ngoài ấy e có ngày đói khổ. Tiền thu xếp xong, nhưng việc lại không xong Vì không lấy được vé máy bay Thôi đành vậy Anh tôi than Không ra được trước Tết Thì để đến ra riêng Chứ biết làm sao bây giờ Ai ngờ xảy ra biến cố Tết Mậu Thân Khi tình hình đã tạm yên Thì tìm đâu cũng không ra tung tích Vợ chồng Phạm Văn Khánh Và của thằng Thiện Cư Thế có khổ cho anh tôi không Anh tôi đích thân đang ngoài ấy tìm Không thấy Hỏi thăm mãi mới có người cho tin rằng Vợ chồng Khánh đã chết trong khói lửa Vì Thiện Cơ thì bật vô âm tín còn nước còn tát anh tôi lại thuê người lặn lội đi tìm kiếm khắp mấy tỉnh miền trung song vẫn hoài công vô ích đốt cuộc thua buồn quá phần thương nhớ con phần ân hận vì quá vụng suy và cũng quá tin người anh tôi ngã bệnh và tư chân vào mùa thu năm thân trước khi nhắm mắt anh tôi khóc và chối trăng mấy lời tâm huyết căn dặn tôi phải cố gắng tìm cho đa cháu thiện cư nuôi dạy và gây dựng cho cháu nên người có được vậy thì vong hồn anh tôi mới siêu thoát được Mai chay cho anh tôi xong Tôi cất công đào huế một chuyến Đã dứt tìm tòi Rồi nhờ cả các cơ quan công quyền điều tra giúp Mà cũng chẳng thấy vần bóng gì Về Nam tôi cho đăng báo tìm người nhà Luôn mấy tháng đồng Vẫn mà tâm hơi Vẫn không lẽ một tiếng hy vọng Quá chán nản Tôi bán hết phần gia tài của tôi Lấy tiền làm vốn lên đây sinh cơ lập nghiệp Tuy nhiên Ngôi từ đường và đám ruộng hương hòa của anh tôi tôi vẫn giữ và giao cho một người tớ già trung thành trung non tôi vẫn nhớ như in trong óc lúc sắp tắt hơi anh tôi còn nắm chặt tay tôi và dặn đi dặn lại rằng dù có đói khổ thế nào đi nữa cũng không được bán khoảnh ruộng đất ấy mà phải để nó làm căn bản sau này cho anh em thằng căn thằng cơ anh tôi nói nước mắt đàn đụa tôi rất hối ngày trước đã không chịu nghe lời chú để đến nỗi bây giờ không được trông thấy mặt thằng cơ trước khi nhắm mắt nhưng không không tôi trông thấy nó đàn thằng cơ mà nó bơ bơ khốn khổ nhưng nó hãy còn sống chú phải tìm nó cho tôi tất cả những gì tôi để lại cho anh em chúng nó đều nằm ở trong mảnh đất hương hòa này hễ tìm được cháu có bằng chứng hẳn hoi mấy chú cháu cứ đó mà suy ra hát hiểu những lời tôi nói và thấy những gì tôi cất giữ đó ông sĩ kết luận câu chuyện thằng cháu tiền cư tôi mất tích là như vậy mấy lúc sau này tôi đã tưởng là vô vọng nay tình cờ cậu cường gặp thằng có tôi cảm thấy như lời nói sau cùng của anh tôi sắp đến lúc ứng nghiệm thực vậy cậu cường à mặt mũi anh em chúng nó giống nhau như tạc tiếng nói chúng cũng giống nhau nữa nếu cậu đã nhận thấy thằng có mặt mũi hào hào giống thằng căn Và giọng nói lại y hệt Thì 10 phần chắc đến 9 phần Đích nó là thằng cơ rồi Cậu nghĩ sao Cường chưa kịp trả lời Căn đã vội đưa ra ý kiến Cháu lại còn thấy có một điểm này nữa Rất đáng được quan tâm Đó là chữ cơ viết bội vàng Có thể đọc lầm thành chữ có Và ngược lại Chữ có đánh dấu thấp một chút Cũng đọc ra chữ cơ như thường cứ đó mà suy ta có thể cho rằng thằng có và thằng cơ trung quy vẫn chỉ là một đứa người ta chỉ đọc trại tin nó đi một chút mà thôi ờ ờ ông sĩ vừa nói vừa suy nghĩ cháu có lý nhưng không biết người ta vô tình đọc trại tin nó đang như vậy cho có vẻ bình dân hay là họ đã cố ý đổi tin nó chính thức bằng một tờ giấy khai sinh khác thưa bác cường tiếp lời dù cố ý hay vô tình việc đọc trại tên cũng chứng tỏ rằng họ vẫn giữ giấy khai sinh của chú bé thiện cơ là vì nếu họ dũng ý lập một bản khai sinh khác cho thằng nhỏ thì họ phải chọn một cái tên hoàn toàn xa lạ hà tất phải giữ cái tên mãi mãi với cái tên cũ làm chi cho thêm rắc rối đặt bất cứ một cái tên nào cho đứa nhỏ mà chẳng được ừm cũng phải ông sĩ tâm đắc khen cậu cường luận lý trí bây giờ mà gặp được mặt thằng có lại có cả tờ giấy khai sinh của Nguyễn Thiện Cư kèm theo thì đích thị nó là cháu của tôi rồi. phen này tôi phải bỏ ra mấy ngày về Sài Gòn điều đình ngay mới được. Thưa bác, cháu thấy bội quá không nên. Cường lựa lời can. Hai vợ chồng người nuôi thằng có hiện giờ thuộc vào loại người tham lam gần như vô sỉ. Ai đời người lớn mà bóc lột hơi sức thằng bé 14 tuổi đầu đến mức tàn tệ. Mỗi ngày phải kiếm cho ra 2.000 đồng bạc đưa đủ cho họ mới xong. Vị trí mỗi tháng bù hơn kém phải kiếm được 60 ngàn đồng Lương công chức nào bằng Thằng có thật là kêu tiền cây kê bạc của người ta đó Đều có giấy họ buông tha đa cho bác Nếu biết bác là một nhà danh thương kỹ nghệ Nghĩa là một nhân vật có máu mặt ở đô thị này Nhất định họ phải làm khó Nhất định họ phải bóp nặn Sao cho thật đúng mức Họ dám vòi bác bạc triệu Làm sao có tiền mà nhét cho đầy túi tham của họ được Một khi không được thỏa mãn Họ có thể gây đắc tội cho ta và luôn thể làm khổ thêm cho thằng bé nữa anh cường nói phải đó chú căn nói cháu tính hãy nên nhờ anh cường về sài gòn điều tra cho kỹ lai lịch của thằng có nếu đúng là em thiện cư chú sẽ về sài gòn điều đình cũng chưa muộn như vậy công việc chú ở đây tạm thời không bị gián đoạn ờ ừ, thế cũng được ông sĩ gật đầu đáp bác nhờ cậu cường giúp bác việc ấy nhé Liệu có điều gì trở ngại không Thưa bác Việc ấy cháu làm được dễ dàng Ngày nào cháu cũng dậy có Học một tiếng đồng hồ Thì nào cháu cũng có thì giờ truy ra được sự thật Biết đến đâu cháu sẽ biên thư Trình bác đó đến đó để bác tùy nghi định liệu Không tiện đâu Cường Cắn đỡ lời cho ông thiện sĩ Vì khi định liệu không có mặt Và không có ý kiến của Cường E có chỗ không thấu đáo Dám mọc việc như chơi chỉ bằng ngay bây giờ đông đủ Ta định sẵn một kế hoạch hành động có phải hơn không? Kế hoạch thế nào? Cả ông sĩ lẫn cường cũng hỏi Trước hết Cần nói Hãy nhờ anh Cường điều tra dùm tung tích của chú bé tiên có Nếu nó đúng là em thiện cư Anh Cường hãy chủ tài làm quen với anh cặp vợ chồng đang nuôi dưỡng nó Liệu lời thuyết phục họ trước để họ sẵn sàng buông tha thằng nhỏ ra với một cây giáp phải chăng Khi nào xem chừng Ý họ đã siêu siêu Anh Cường sẽ tự động đăng báo Đứng tên chú tìm người nhà Đổi kín đáo cho họ biết tin đó Một là họ sẽ lên trên này điều đình Hai là họ sẽ biên thư báo cho chú xuống Sài Gòn gặp họ Như thế có phải là giản dị và thuận tiện không nào Cường nghĩ sao Cũng được Cường nhanh nhậu đáp À Căn có bản khai sinh nào quả cơ không Không có mới chết chứ Căn thở dài đáp không biết ba cất ở đâu mà tìm khắp nơi trả thấy một bản nào Sao không biên thư như tòa tỉnh hay quận châu thành tìm cho Tại không nhớ số, không nhớ ngày khai Không có các dữ liệu đó E họ không chịu tìm giúp cho mình đâu Thôi được Cương Bình Thản nói Hãy cứ biết vậy đôi tùy cứ ứng biến sau Cương à Căn dặn dò Cương chỉ nên liên lạc bằng thư trong những trường hợp không có kết quả thí dụ như điều tra không đang manh mối hay là thằng có không phải là thằng cư, hay là họ tỏ ý nhất định không chịu buông tha thằng bé hoặc là họ đòi tiền bạc quá đáng vân vân em căn nó bàn như vậy cầu cửa nghĩ có xuôi không ông thiền sĩ hỏi thưa bác được ạ à? căn tính vậy cũng tiện và nhậm lẹ cháu xin cố gắng bác cứ yên tâm có điều chi bất chắc cháu sẽ biên thư trình bác đó ngay ạ thế thì quý hóa lắm ông sĩ hân hoan thôi thì trong sự nhờ cậu giúp cho bác và các em nhé nếu chú cháu anh em họ nguyễn thiện được chuồng phùng một phần cũng là nhờ tài trí và lòng tốt của cậu cường đó gia đình bác sẽ không bao giờ quên ơn cháu thưa bác bác dạy chi điều đó cháu là bạn của anh căn thì cũng như là con cháu của bác ạ à. nãy giờ chú bé thiện chính cũng như cô bé thanh trúc phải ngồi lặng yên nghe người lớn bàn chuyện đã thấy ế ẩm cả người đã không dám nói leo sợ phải mắng lại không được chạy nhảy la hét chúng cảm thấy ngứa ngáy cả chân tay cuộc họp vừa mãn mọi người chưa ai kịp đứng dậy chính đã nhảy dựng lên nắm vai thanh trúc lắc lắc hỏi chúng ta sắp có thêm một anh nữa bé trúc thích không thích chứ bé trúc nhanh nhẩu đáp có nhiều anh chơi mới vui bé thích luôn cả anh cường nữa Chưa Sài Gòn nắng như đồ lửa Mỗi lều sửa xe là một ốc đào mát rượi đại đác bên hông trường đua nóng bỏng Vắng khách Thợ nằm dài trong lều nghỉ mệt Riêng chú có Honda Đang lùi húi Giải ve toán trên một chiếc thùng ván cũ Rõ đa phong thái của một cậu học trò nghèo Ham học hơn là một chú thợ cam phần suốt đời xa lạ với sách vở Bao nhiêu tâm trí để cả vào mấy cái hình vẽ và mấy con số đến nỗi một chiếc xe từ đâu tới đầu sát trước lều mà không hay chà chú bé học chi mà chăm chỉ thế giật mình có quái đầu lại đứng phát dậy chạy nhanh tới đau vui Ô, anh cường anh mới đi cắm trại về à mấy hôm anh đi vắng em nhớ anh ghê quà em đâu cường dựng xe bước vào lề hai tay ôm vai có mắt nhìn trong mắt tươi cười nói anh vừa về tối qua Sáng nay đi học Chưa cơm xong lại với em ngày đó Quả đây thích không Cường móc túi lấy ra chục mận Quả nào quả nấy vàng đực và mọng bóng Trông thật ngon mắt Cảm ơn anh Có cảm động nói Cảm ơn anh lúc nào cũng nghĩ đến em Mận đàn lạt giòn và ngọt lắm phải không anh Ờ có ngồi xuống đi Vừa ăn vừa nói chuyện Dạ anh đi Đà Lạt có chuyện gì vui không có chứ Nhiều chuyện vui lắm Để dần dần anh kể cho có nghe Cắn miếng bận giòn tan Ngọt lịm Hạt nhỏ xíu Có khen ngon luôn miệng Cường chăm chú ngó người bạn nhỏ Sự soạn thử lại bài toán Mà cậu chắc là đúng hoàn toàn Vì càng ngắm kỹ càng thấy khuôn mặt của có Từ vầng trán đến cặp mắt Nét nào cũng y hệt thiện căn Như được đúc cùng một khuôn Có à Cường ôn tồn hỏi có có nhận thấy anh có rất nhiều thiện cảm với có không? Thưa anh, có chứ Em có thể nói bây giờ ở trên đời này Chỉ có anh là người duy nhất thương em mà thôi Còn ba má em nữa chứ Có thở dài Anh đã có nhiều dịp Mắt thấy tai nghe những cử chỉ bờ lời an tiếng nói Của những người mà em phải gọi bằng ba má Chắc anh thừa đó Ông bà ấy không phải là ba má ruột của em rồi Chính vì thế mà từ trước đến nay anh không muốn gợi chuyện gia đình ra hỏi em Sợ em buồn Nhưng bây giờ Bây giờ sao anh Có trố mắt hỏi buồn vã Bây giờ anh cần biết nhiều điều về em Càng đó càng tốt Chi vậy anh Rồi sẽ rõ Giờ hãy biết là chuyện đó có lợi cho em Hoàn toàn có lợi Không những trong lúc này Mà còn cho tương lai của em nữa Vậy em có thể hứa trả lời thành thực Tất cả những điều anh cần biết không Em hứa có trả lời đắn đòi và tin tưởng tốt lắm cường vỗ vai khen vậy có có phải là tên thật của em không thưa không ạ à. vậy tên thật của em là gì em tên thật là cơ nguyễn thiện cơ năm nay mười bốn tuổi ạ à. nơi sinh em có nhớ không dạ có em sanh ở kiến hòa tên ba má em ba em là nguyễn thiện căn má em là phạm thị kim ạ à. mặt cường mỗi lúc mỗi tươi thêm đọc số bài toán hoàn toàn đúng em có giữ được một bản khai sinh của em chứ thư anh không ạ à, em thuộc nằm lòng tên họ ngày sinh nơi sinh và họ tên cha mẹ vì từ năm lên sáu đi học năm nào cũng phải khai đầy đủ ở nhà trường còn khai sinh thì em không được giữ bản nào ạ à. tại sao em không ở cùng với ba má em cũng không biết tại sao nữa em chỉ nhớ mang máng ngày em còn thật nhỏ ba má em cưng em lắm rồi má em mất lúc em lên năm ba em buồn rồi em lên sáu ba em giao em cho cậu mợ em mang lên sài gòn cho ăn học cậu mợ em tên chi cậu em tên là phạm văn khánh em vẫn gọi là cậu ba còn mợ em không biết tên chỉ biết gọi là mợ ba thôi hiện giờ cậu mợ em đâu anh để em kể từ từ cho có đầu có đuôi có vừa trả lời vừa cao mày suy nghĩ em ở sài gòn với cậu mợ được chừng hai năm cậu mợ cũng thương nhưng có bao giờ bằng má má được cậu mợ cho em theo chương trình pháp em học ngoại ngữ ấy cũng thấy hay hay nếu bây giờ hay còn nhớ được lõm bõm cậu mợ em buôn bán thua lỗ sau đó phải bỏ sài gòn ra mãi huế làm ăn ở đó em học chương trình việt đến lớp nhì bây giờ kêu là lớp bốn đó anh sao không học tiếp Học sau được mà học Tết mậu thân loạn là quá trời Cả thành phố Huế Phải bỏ hết nhà cửa Xe cộ của cải Chỉ cốt chạy lấy cái mạng sống Cậu mợ em bị thương nặng Trong cuộc chạy loạn ấy Máu đa nhiều Kiệt sức Chết dọc đường Giao em cho vợ chồng người em Bà con của mợ em Tên chi Có phải là hai người đang nuôi em không Không phải Em không biết tên Chỉ tê kêu là ông hai bà hai Vợ chồng ông bà này sau cũng bị nạn chết sau khi chưa ra khỏi thành phố Huế. Trong khi hấp hối, ông bà ấy giao em cho ông bà Mười là người đang nuôi em hiện tại. Em không được biết tên thật, chỉ thấy ông bà hai gọi là dì Mười, dựng Mười. Vào trong này, hàng xóm gọi ông là ông Mười cá ngựa, còn bà là bà Mười đậu chến. Sau vụ mậu thân, sao ba em không kiếm em? Có đừng đừng nước mắt. Trước tết mậu thân ít ngày, Em nghe cậu mở em bàn chuyện với nhau là Thế nào ba em cũng mang tiền giao Huế Giúp đỡ cậu mở em Và tiện dịp đức em vào Nam Về kiến hòa Sau nhận được dây thép báo tin Không vào dịp trước Tết Vì không mua được vé máy bay Ba em đặn ra riêng Em sợ ba em mất rồi Chứ nếu ba em còn sống Chắc không khi nào để em bơ vơ mãi thế này Cưng mùi lòng nhìn hai giọt nước mắt Của chú bé lăn dài trên má Một lúc sau hỏi tiếp Em có nhớ họ hàng về bên nội em không? Có Em có một ông chú ruột tên là Nguyễn Thiện Sĩ Em vẫn gọi là chú ba Thím em không biết tên Chỉ gọi là thím ba mà thôi Ngừng mặt nhìn cụm mây trắng bay lăng đáng trên nền trời phú thọ Có tạo hồn về quá khứ Để cố nhớ lại trong trí nhớ những hình ảnh đẹp tuyệt vời đã qua Em cũng có một người anh ruột Hơn em 2 tuổi Tên là Nguyễn Thiện Căn anh cũng bảo em với anh Căn giống nhau như hai giọt nước Chú tim em cũng có một đứa con trai kém em hai tuổi Chúng bụng bỉm thật dễ thương Nó tên là... xem nào Tên là Chính, Nguyễn Thiện Chính Ngày em theo cậu mợ lên Sài Gòn Nó mới có lên ba Mặt có tư tỉnh Khi nhớ đến Đứa em con nhà chú đang bập bẹ tập nói Gọi anh ngọng liếu ngọng lô Ngày chưa tay ở Kiến Hòa Cường cũng vui lây Thân mật vỗ vai có Đúng rồi Anh vừa tự lại bài toán đố Anh thấy đáp số của anh trúng phóc Em đúng là em của anh Nguyễn Thiện Căn Cháu của ông Nguyễn Thiện Sĩ Hiện đang sinh sống ở Đà Lạt Chú em đang báo tìm em mấy tháng đồng không thấy Đã thất vọng Anh ngờ tình cờ ngày nọ nghe giọng nói của em Anh ngờ ngờ như là một giọng đất quen Vì anh là bạn thân của anh Căn Nên bao giờ lên Đà Lạt anh cũng ở lại nhà Căn Lần này lên Đà Lạt gặp Căn Anh nhận thấy ngay cả gương mặt lẫn giọng nói của nó giống em in hệt Hỏi ra mới rõ Căn lạc mất đứa em ruột tiên cơ Trời ơi Có ôm trầm và ngực cường kêu lên Em sung sướng quá Nếu quả thật em còn được gặp gia đình Em còn có tình thương huyết nhục Thì em sung sướng quá đi thôi Anh Cường có thật như anh vừa nói không Anh anh không đùa em chứ Cường vỗ vỗ vào lưng có an ủi Thực chứ sao không Nhưng chuyện họ hàng Nhìn nhau sẽ không dễ dàng như em tưởng đâu Chú thím em chắc chắn là không quá giàu Nhưng ông bà Mười lại có thể quá tham lam Hiện giờ em là cái máy in giấy bạc cho ông bà mỗi tháng năm sáu chục ngàn Họ đâu có giải buông em ra nếu không được bồi thường thật xứng đáng Vậy phải làm sao anh? Có lo lắng hỏi Cứ bình tĩnh và nghe anh nói Có một điều em phải luôn luôn ghi nhớ là Phải làm bộ vô tâm, quên hết dĩ vãng Chỉ biết mình là thằng có Con đông bà mười mà thôi dù có thấy báo in tên Nguyễn Thiện Cư Cũng cứ phớt tỉnh đi Coi như là chuyện của thiên hạ không dính líu gì đến mình Ngoài ra Mọi sự cứ để mặc anh tùy cơ ứng biến Phải nhớ cho kỹ những điều anh dặn Và tin ở anh Thế nào cũng sẽ có kết quả tốt Nhớ kỹ chưa nào Dạ nhớ ạ Có tin ở anh không Dạ tin Em không tin anh thì còn biết tin ai bây giờ nữa ạ à? Tốt Chiều nay anh sẽ kiêm cớ đến nhà làm thân với ông bà mười chi vậy anh khoan đừng hỏi vội rồi em khóc biết cha cậu cường tử tế quá bà mười hớn nở khen và kéo ghế mời cường ngồi đi cắm trại mất tận đà lạt mà cũng nhớ mua quà cho chúng tôi nữa đó cậu cường chú đáo quá thưa hai bác cường lễ phép nói cháu cắm trại ở trong rừng xa thành phố nên chẳng mua được gì cả Mãi đến lúc về mới tạt qua chợ được ít phút Trước khi lên xe Thành thư chỉ có chút quà mọn biếu hai bác dùng lấy thảo Cảm ơn cậu Ông Mười nói À mà cậu Cường này Cậu bận nọc đâu cũng có giữ mấy thì giờ Sao cậu chịu khó dạy thằng có nhà tôi học thêm vậy Thưa bác Một là vì cháu có thiện cảm với có Hai là vì cháu muốn theo đúng phương châm của hướng đạo sinh là Mỗi ngày làm một việc thiện dạy cho có hiểu biết thêm cũng là một việc thiện đó bác nhưng làm việc thiện như cầu có được lợi cái gì đâu mà làm hoài vậy có chứ bác lợi ở chỗ đồng bào đồ thịt của mình được giúp ích lợi cả ở chỗ chính mình tự bằng lòng mình tiêu quý trọng mình cái đó tôi thấy nó bồng lồng quá cậu cường ạ à. ông mười cười đáp đã gọi là lợi thì nó phải thực tế mới được chứ Bà Mười để lọ mứt mận lên trên mặt tủ chén Chờ thấy quyển chuyện kiều trên tập báo của Cường Ủa? Bà Mười hỏi Cậu Cường đi học hay đi chơi mà mang cả chuyện kiều đi làm chi vậy? Thưa bác Chương trình học năm nay của cháu không có chuyện kiều Nhưng cháu mang sách lại nhà một anh bàn cho anh ấy Bó chơi một quẻ và đoán dùm cho anh ấy Ủa? Cậu biết bó kiều hả? Bà Mười sốt sáng hỏi Cậu bói giúp tôi một quẻ đi Dạ cháu đoán cũng gọi là tạm tạm được Bác bói đi cháu đoán cho Muốn bói phải làm sao đây cậu Bác muốn cầu chi cũng được Cầu chi thì khấn đấy Chỉ cần để sách lên trán. Thành tâm và khấn vái Cụ tiên điền Nguyễn Du Tôi mở rộng sách ra Chỉ một ngón tay vào bất cứ đoạn nào chăng nào trong sách khắc thấy ứng nghiệm Ông Mười cao hứng nói chen vô Sao tôi thấy bói kiều người ta khấn vái lu bù Nào kim trọng, thúc sinh, tú bà, mã giám sinh Lung tung cả lên cơ mà Rồi lại phải theo lệ Trai tay trái, gái tay mặt Chứ đâu có phép chỉ lộn xộn như cậu vừa nói Đó là phép bói kiều xưa đó bác Ngày xưa người ta khấn vái Kêu cầu tất cả các nhân vật trong chuyện Kể cả những vai đáng chê, đáng khinh hay đáng ghét Bây giờ cho vậy là không được Nên người ta chỉ vái của Nguyễn Du là tác giả truyện kiều Tức là đấng tạo hóa Tác sinh ra tất cả các nhân vật trong truyện Lệ nam tả nữ hữu Cũng xưa nữa nên phải sửa đổi Bói cách xưa Phải đoán cả một trang Ý nghĩa bị mài loãng ra Mất hay Hơn nữa không gì vô lý bằng phải phân biệt hẳn Một số trang dành riêng cho phái nam Và một số trang dành riêng cho phái nữ Cường nói năng lưu loát dõng dạc như người lớn nên vợ chồng ông mười phục lắm bà mười cười nói thôi được rồi để tôi bói một quẻ xem sao nghe nhắm mắt lầm đầm khấn vái rồi mở rộng cuốn sách đưa cho cường tay chỉ vào một khoảng giữ trang cường đỡ lấy quyển truyện tùm tìm cười ngâm liệu bài mở cửa cho đa ấy là tình nặng ấy là ơn sâu quẻ này thanh dậy quá rõ ràng thưa bác cường giải thích Chắc là bác xin cụ Nguyễn Du chỉ điểm cho có nên đi thử thời vận hay không Cụ dạy là không nên Cụ phá đề bằng chữ liệu ở đầu câu trên Khiến cho người ta tưởng như nghe thấy tiếng đăn đe, liệu hồn Chữ thứ hai là chữ bài, đó đàng chỉ sự đánh bạc Tiếp theo đến những chữ mở cửa, những chữ cho ra Toàn chỉ sự thua thiệt, sự mất tiền Mà đã thua là thua đậm Vì câu dưới có những chữ nặng Tình nặng, chữ sâu Cần tiếp tục bao hoa nhưng mắt vẫn chăm chăm theo dõi nét mặt Biến đổi của vợ chồng ông bà Mười Nói tóm lại Nếu chỉ bàn nông cả đến một lời cầu xin tầm thường Như đi đánh bài, đánh bạc Thì đây là một quẻ xấu Đất xấu là đằng khác Nhưng nếu bàn động ra như muốn xin vị thánh thơ Quả nước Việt Chỉ điểm cho một đường ngay Nẻo tránh mà no theo trên đường đời Thì đây lại là một quẻ đất tốt Thánh dạy Nếu con nắm trong tay vận mạng hay sinh mạng Hay sự tự do của một người nào thì nên tìm cách mở đường cho người ấy được thoát ly Thế nào cũng được báo đáp Báo đáp một cách động rãi là đằng khác Chẳng những người ta trả ơn một lần mà thôi đâu Cái ơn ấy còn mãi mãi Cứ xem những chữ tình nặng ơn sâu thì đủ rõ Nói nôm na Cùng Nguyễn Du khuyên nên làm điều lành Chẳng những để được phúc đức lại về sau Mà còn được báo đáp ngay bằng tiền bạc rất nhiều Ờ ờ Bà Mười khen Cậu Cường đoán hay đấy tôi sắp đi đậu chén vái xin được bạc ngập vài quẻ này thằng ngồi nhà dưỡng hơn này ông ông cũng bói một quẻ xem sao ở đời bói toán cũng là một cái bệnh hay lây dù không tin cách mấy thấy người ta bói hay cũng muốn bói chơi một quẻ nhất là không tốn tiền ừ bói thì bói sợ gì ông mười đáp cũng lâm đâm khấn vái như ai rồi mở sách đưa cường đây cậu đoán thử có hay không cường gật cù cất giọng ngâm nga đùng đùng gió giật mây vần một xe trong cõi hồng trần như bay quẻ này cường nói sau một phút suy nghĩ quẻ này cũng khá đây nếu bác muốn coi kỳ đua ngựa này nên cá và con nào thì có mấy con phong vân hồng phi hay phi hồng cháu không đi chừng đua bao giờ nên không thuộc tên ngựa nhưng đại khái là như vậy hoặc giá có thể cáo vào các ngựa trong chuồng ông trần hồng hay ông Trần Phi nếu có những chủ ngựa tên đấy Ngưng một lúc Cường nói tiếp Đó mới là bàn chuyện tầm thường như đánh cá ngựa Nhưng nếu luận về việc hệ trọng để biết đường ngay nào tránh mà theo thì thánh dậy Theo quẻ này bác có liên quan đến một biến cố quân sự Có tiếng nổ súng Ba bề bốn bên náo loạn Mà bác thoát nạn nhờ một chuyến máy bay Có đúng không ạ? À? Đúng đúng Cách đây mấy năm Giao tết mậu thân chạy loạn suýt chết mấy lần vậy thì thánh dậy thời gian qua rất mau như bóng câu qua cửa rổ như một chiếc xe bay bút trong cõi hồng trần có việc thiện việc nghĩa nào nên làm thì phải làm ngay đi trời thúc giục ta làm điều phải và hay đùng đùng nổi giận nếu ta trái ý cậu cường tán chuyện kiều cũng hay đa trò đấy ông mười vừa cười vừa đánh trúng lặng thôi hãy cứ biết vậy để xem chuyện gác ngựa này có đúng như lời đoán của ông thầy không đã nhé? cường đứng dậy lễ phép cứu tử kia ông cường nói cậu còn quên mấy tử báo dạ thôi cháu để cho có đọc cường trả lời rồi quay lại bảo có có này xem chuyện nào hay đọc cho hai bác nghe nhé. trời đà lạt về chiều lành lành bước xuống bến xe thả bộ trên những con đường tươi mát Du khách khoan khoái cảm thấy Chỉ trong khoảnh khắc bỗng rút sạch hết cát bụi của Sài Gòn oi bức Luôn cả nỗi mệt nhọc quả một chuyến di chuyển dài trên chiếc xe đỏ chật trội Trong đám du khách buổi chiều đẹp trời hôm ấy Có ba người vui tươi nhất Đó là một cặp vợ chồng đứng tuổi cùng một thiếu niên 16-17 tuổi Con trai họ Tất cả sung sinh trong những bộ đồ lạnh mới sắm Người chồng Ông Triệu Văn Quái một tay tuyệt thích đam mê có hàng đến độ người ta đặt tên cho là 10 cá ngựa. Người vợ dĩ nhiên không ai khác hơn là 30 đậu chín. Vì có người con trai Triệu Văn Tỷ, chúng ta chưa gặp lần nào vì y ít khi có mặt ở nhà. Trong tuổi học trò, y chỉ cắp sách đến trường cho có lệ, y hành diện học tập ở cái mà y bắt trước người ta mà kêu là trường đời. Và thời gian học tập của y thường là trong giờ giới nghiêm. Kết quả thâu lượm được chỉ có thể đem khoe với nhau trong đồng bọn vì toàn là những điều cấm kỵ không thể để lọt vào tay mắt của những người có trách nhiệm về an ninh trong đô thành gia đình ba người ấy hớn hở mỗi người sẽ đáp một ngôi lầu mộng trong đầu họ càng phấn khởi khi ở trong quán giải khát mười khoái đã khéo léo gợi chuyện và dò hỏi dân địa phương về gia thế của ông chủ hãng đồ hộp kiến bình cha cha y tự nhủ mình vô chúng một con mòng mập ú mình phỏng đoán chả sai một tí nào Lão ta quả là một kỹ nghệ gia có máu mặt của cái thị xã đẹp đẽ sang trọng này Vậy thì mọi đa chừng một triệu đâu có phải là một việc không thực hiện được Vợ chồng mình mặc sức tung hoành trong cuộc đỏ đen Còn thằng nhỏ một khi đã lọt được vào trong cái gia đình bề thế này Thì có khác chi chuột xa chính gạo tao hồ mà ăn chơi cho tỏa thích Họ bước vào văn phòng hãng kiến bình đúng lúc ông chủ vừa tiên xong mấy ông khách tỉnh xa mới đặt hàng thưa chúng tôi muốn gặp ông nguyễn thiện sĩ khoái lễ phép hỏi dạ chính tôi đây ông sĩ vui vẻ đáp xin mời quý vị vào tất cả an toàn ở phòng khách ông sĩ tủm tỉm cười nhìn ba người khách lạ có những cặp mắt láo liên soi mói ông ân cần mời khách dùng trà và mở lời chào quý vị ở xa tới đặt hàng thưa không khoái bội đáp chúng tôi tới đây vì một lời đao trên báo nó cho đúng vì lời nhắn tìm người nhà của ông chủ à ông sĩ chỉ à lên một tiếng và rồi yên chờ đợi ba người khách đều lấy làm lạ và cột hứng vì không thấy ông chủ hãng kiến bình ngạc nhiên và mừng rỡ chút nào bất giác khoái đâm đào lung túng một lúc sau mới ngượng ngập vào đề trong lời đau của ông chủ tôi thấy có một vài điều cần được xác minh trước Ông chủ hứa đền ơn 100.000 đồng cho ai chỉ dẫn hay đưa về người cháu của ông mất tích đã 4 năm nay. Lại cần có bằng chứng xác đáng nữa. Vậy điều thứ nhất, xin ông chủ cho biết thế nào là bằng chứng xác đáng. Hay cái chi được gọi là bằng chứng xác đáng. Thưa ông, ông sĩ từ tốn trả lời. Bằng chứng xác đáng là những giấy tờ liên quan đến căn cước của cháu tôi như chứng thư hộ tịch hay chứng tích gia đình. Vâng tôi hiểu Còn điểm thứ hai Điểm này hơi khó nói vì dính dáng đến chuyện tiền nong Không sao xin ông cứ tự nhiên Ông sĩ cười nói Tài thượng phân minh là một điều rất tốt Dạ Vậy tôi xin thành thật trình bày Ông chủ mới hứa đền ơn cho người chỉ dẫn Mà không dự liệu đến trường hợp Phải đền bồi phần nào Cho người có công nuôi dưỡng cháu ông chủ Trong mấy năm đồng nếu trường hợp này đã thực sự xảy ra thì ông chủ tính sao ông nói có lý nếu có vị ân nhân nào đang nuôi nấng cháu tôi mấy năm nay dạy dỗ cháu và cho cháu ăn học đàng hoàng thì tôi mang ơn ấy rất nặng và quả tình không biết lấy chi báo đáp cho vừa nói một cách khác ơn nghĩa là chuyện tình cảm nó vô giá nên không thể đo lường bằng tiền bạc được Thế nhưng giả dụ có người muốn yêu cầu ông chủ đánh giá chuyện ấy bằng tiền bạc trước khi cho cháu về với ông chủ thì ông chủ tính sao? Trong trường hợp đó, ông sĩ đáp Tôi sẽ xin vị ấy tự ý định ra trước Tôi tự xét mình kham được đến đâu sẽ thư chuyển đến đó Khoái thấy đã đến lúc đã một đòn quyết liệt Vâng, chúng tôi xin lãnh ý và chúng tôi xin tự giới thiệu Vợ chồng tôi chính là những người có cơ duyên gặp cháu trong ngày chạy loạn ở cố đô Cái sống với cái chết chỉ cách nhau trong gan tấc Về Sài Gòn Cái ăn cái uống tốn kém chẳng nói làm gì Chỉ tôi một nỗi vì bận bịu Có cháu nhỏ bên mình Vướng tay bận chân nên mấy năm nay chúng tôi buôn bán không được hành thông như trước Từ chỗ tung thiếu đi đến chỗ nợ nần thật quả không có mấy hồi Bởi thế chúng tôi hiện cần phải có một số tiền một triệu đồng mới đủ để trang trải Thưa ông chủ, có được như vậy chúng tôi mới dám đưa cháu về hầu ông bà chủ được ông chủ thở dài đáp à thì ra là thế nhưng trước khi bàn ký điểm thứ hai này tôi xin bàn phép trở lại điểm thứ nhất của ông trước đã ông có thể cho xem qua các bằng chứng được không đã được chứ khoái vui vẻ đáp trong khi mở cặp lấy một tờ giấy đa đưa cho ông sĩ đó là bản trích lục khai sinh của nguyễn thiện cư Ông sĩ chăm chú đọc từ đầu đến cuối Mỗi dòng một gật đầu Chú ý của ông là nhớ cho kỹ số hiệu và ngày đăng ký khai sinh Xem xong Ông thóng tả Gập đôi tờ giấy này Đưa trả cho khoái và nói Thưa ông Bản khai sinh này đúng rồi Xin ông cho coi nốt chút chứng tích gia đình Nghĩa là Khoái bối rối hỏi lại Nghĩa là Xin lỗi ông chủ nói sao Tôi chưa được hiểu Thưa ông, chứng tích gia đình là bức tranh anh tôi giao cho cháu giữ làm dâu tích để phòng sau này anh em chúng nó dễ nhận ra nhau. À, phải. Khóa trả lời, mắt sáng lên. Tôi nhớ đã rồi, bức tranh vẽ phong cảnh nhà quê mà tôi thấy cháu khư khư đeo ở sau lưng cùng với một quần áo trong những ngày chạy loạn. Xong rồi, bức tranh ấy tôi có, tôi vẫn cho treo vợ trong phòng ngủ của cháu, tôi sẽ cho mang lên đây giao cho ông chủ khi cần vâng ông sĩ tiếp lời điểm thứ nhất thế là tạm coi như đã giải quyết giờ ta qua điểm thứ hai chả nói dấu gì ông ba má thằng cơ qua đời từ lâu để lại hai thằng con trai nhưng không có một chút di sản nào cho chúng nó cả hiện tôi đang nuôi anh thằng cơ là thằng căn ở đây phần gia tài của riêng tôi cũng chả được bao năm chạy vậy lắm mới mở được cái hãng nhỏ bé này làm kế sinh nhai nay ông đòi những một triệu đồng thì thật quả không làm sao chạy được Xin ông thông cảm và thì tình nghĩ lại dùng cho Khó lắm thưa ông chủ Quá giờ giọng cứng đắn Chúng tôi nông cạn chỉ biết nghĩ sao thì thưa đúng y như vậy mà thôi Còn chấp nhận hay không Cái đó hoàn toàn tùy ở như lượng của ông chú Nhưng theo chúng tôi thì nghĩ Số tiền đó có to là to đối với chúng tôi Chứ đối với ông chủ thì Xin lỗi ăn nhầm gì Ông sĩ cười lạt điềm nhiên đáp Tôi nói thế này khi không phải Xin ông bà mười đừng buồn Vợ chồng con cái lão khoái giật mình Đánh thót một cái tự hỏi Lạ quá Mình chưa giới thiệu họ tin Sao lão ta lại biết đó tường tượng như vậy Cháu tôi nó cũng đã lớn Ông sĩ ung dung nói tiếp Khi ông đọc bài nhắn tin của tôi Có thể nó cũng đã thấy bài ấy rồi Trước sau nó vẫn phải biết nó là ai Và khi bắt đầu xa nhà Nó đã lên gió và đã đi học Nên bắt buộc phải thuộc tất cả những gì Cần thiết ghi trong giấy khai sinh của nó Sợ dĩ nó không nếu tự động lên đây kiếm tôi Có lẽ vì nó muốn lưu lại một chút tình với ông bà Cho có thủy có chung Nó xin lỗi Nếu cháu nóng lòng gặp lại những người ruột thịt Mà cứ tự ý lên đây Dù không được ông thuận tình Thứ tưởng ông cũng khó có lý do vững chắc để gây rối cho chúng tôi được Là vì nếu ông có một bản khai sinh của cháu Tôi xin nhấn mạnh Ông có một bản trong khi chúng tôi có nhiều bản Thì mảnh dưới đó không đủ để chứng minh Bất cứ liên hệ huyết thống nào giữa ông bà và cháu cơ nhà tôi Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Cháu nó sở dĩ muốn lưu lại một chút tình với ông bà là cốt Để cho chúng tôi có dịp để ơn ông bà đã nuôi dưỡng mấy năm nay Nói ông bà bỏ lỗi Dù trong thời gian ấy ông bà có đối xử với cháu nó thế nào đi chăng nữa Chúng tôi vẫn có buồn phận phải coi Nghĩa cử của ông bà thâu nhận cháu trong thời gian qua là cái ơn trọng mà chúng tôi cần phải báo đáp Chúng tôi vừa thân cháu mồ côi mồ cút Buồn nảy lòng ông bà không quản ngại đường xa xa xôi mà lên đây Nên chúng tôi xin cố gắng chu biện đủ 300.000 đồng đưa hầu ông bà Quả tình sức chúng tôi chỉ cố được đến mức đó Xin ông bà lượng tình hiểu cho Mười khoái suy nghĩ thật nhanh Lão ta có lý Mình giữ được một bàn khai sinh thật Trả đi đến đâu nếu không giải quyết cấp rút thằng nhãi con sốt ruột rông mất thì vợ chồng mình chỉ còn có nước hút gió chứ kiện cáo gì ai bây giờ con dao họ đã nắm đằng chuôi mất rồi và y cương quyết đánh một ván bài thật liều ván bài y đã cùng với vợ con xếp dán từ lúc ở nhà vâng ông chủ đã dạy trí tình như vậy chúng tôi chẳng lẽ không tuân thôi thì một triệu là đâu mà ba trăm ngàn là đâu chúng ta lấy tình nghĩa đối xử với nhau làm trọng há câu này đồng tiền nhiều ít hay sao được được ông chủ đưa ba trăm ngàn thôi cũng được ha ha rồi y đứng dậy vỗ vai thằng con trai lúc đó đã dọn sẵn một bộ mặt ngây thơ thưa ông chủ y trịnh trọng nói để tỏ lòng tin cậy nơi ông chủ tôi xin dành quyền ưu tiên cho tình huyết mạch đó mới là cái chính còn tiền nong chỉ là cái phụ đây cháu ruột của ông chủ đây cháu nguyễn thiện cơ đây Ý đầy thằng con trai Lại mừng chú đi con Như cái máy Thằng tỷ tiến tới Khoanh tay cúi đầu ấp úng Thưa chú Khoan đã Bà sĩ đứng sau tấm bình phong Vội bước ra can thiệp Tôi sợ cậu này Ông sĩ mỉm cười Đưa mắt ngăn lại bà gọi thằng căn ra đây cho tôi thưa chú con đây thằng căn vừa chạy ra vừa nói khiến cả ba người khách choáng hồn tưởng đâu như thằng có vừa ở sài gòn bay tới thôi thế là bao nhiêu hy vọng tan tành họ đắng cay tự nhủ trời ơi sao hai đứa lại giống nhau được đến thế nhỉ ông sĩ khoan thai nói gỡ thẹn cho khách ý hẳn ông bà định thử chúng tôi một chút chứ gì thưa không thể lẫn được đâu ông bà và ông mau mắn giới thiệu đây là cháu nguyễn thiện căn anh ruột của cháu nguyễn thiện cư hai anh em nó giống nhau như đúc người ta thường kêu là trộn cũng không lẫn chẳng những giống ở hình dáng ở khuôn mặt tiếng nói của chúng cũng giống nhau nữa thành thử nếu bạn nhất thất lạc hết những chứng tích gia đình chúng vẫn có thể nhận ra nhau một cách dễ dàng được tuy nhiên nói thì nói vậy chứ có đầy đủ những chứng tích bao giờ trả hơn có phải không ông mười ngượng chín người mười khoái vội kiếm lời chống chế dạ dạ có chứng tích bao giờ cũng vẫn hơn chữ hạ. biết đâu sau này nó lại còn được dùng vào những việc khác hữu ích hơn nói cho ngay khi vừa tới đây nghe tiếng câu nói cười của ông chủ tôi đang nhận thấy ngay là không khác thằng cháu thiện cơ một chút nào bên này ra ý định thường xem ông chủ có thể vì nôn nả gặp cháu mà lầm lạc trong việc nghe tiếng gọi của tình máu mổ hay chăng ngưng một lát, y nói tiếp. nhưng tôi cũng xin thương ngay để ông chủ được yên tâm. cháu Thiện Cơ hiện ở nhà tôi và bức tranh hiện vẫn trưng trong phòng ngủ của cháu. đội y vội vã kết thúc. thôi, bây giờ câu chuyện coi như đã ngã ngũ. chúng tôi xin phép ông chủ ra về. mai mốt chúng tôi xin đưa cháu Thiện Cơ lên đây cho ông bà cùng với bức tranh. ông sĩ cũng niềm nở không kém. vâng, về vấn chúng tôi. Cũng phải thu xếp ngay cho đủ số 300 ngàn như đã hứa với ông bà Chúng tôi không để ông bà thiệt thòi đâu mà ngại Hơn 7 giờ sáng Ông Năm Cầm đi đâu về Cười hê hê bảo vợ đang đứng chờ ở cửa Anh chị Mười lóng rày sang giữ Bây giờ còn bày đặt đi Đà Lạt nghỉ mát nữa cơ đấy Tôi vừa gặp hai vợ chồng Với thằng con diện quần áo lạnh mới toanh Bước lên xe đó đi Đà Lạt Vậy hả? người vợ nói rồi quay sang nhà bên cạnh hỏi chó vào trong thằng có có ở trong nhà không đó ba má và anh hai mày đi đà lạt rồi hả có mở cửa ra thưa dạ ba má và anh hai cháu mới đi hồi sáng sớm cháu không biết đi đâu ạ à? họ dắt nhau đi đà lạt nghỉ mát đấy vợ năm cầm đáp sướng ghê ta bác năm cháu vừa trông thấy họ ở bến xe sao cháu không được đi phải ở nhà trong nhà hả Tội nghiệp thằng nhỏ thế thì thôi Làm việc quần quật suốt ngày Quanh năm chí tối mà chẳng được đi chơi lấy một phút Chả bố với thằng tỷ Đóng chơi tối ngày Có ập ừ Vương dạ mấy tiếng xa dao Rồi mặc vội quần áo Lấy xe ra lễ phép nói với vợ chồng lão Nam Cầm Vẫn còn đứng bao hoa trước cửa Hai bác cho cháu cháu gửi nhà một lát Cháu ghé chừng đưa một chút xíu Cháu về ngay ạ ờ ờ cứ khóa cửa lại cho chắc ăn rồi để bác trông chừng cho không đứa nào dám phá cửa vào dọn đồ như mất đâu mà sợ có lên xe phóng bộ đến nhà cường báo động anh cường ơi sáng sớm hôm nay họ kéo nhau lên đà lạt hết cả rồi anh tính sao em sợ họ phá vỡ kế hoạch của mình quá cường bình tĩnh chấn an yên chi đi không có chi phải lo ngại hết để mặc anh đối phó cho Nói xong ngồi vào bàn hi hoái thảo một bức điện Nguyễn Thiện Căn 178 Mai Phan Đình Phùng Đà Lạt Mời và vợ con lên tới chiều nay Đề phòng mạo nhận Nhớ ghi số và ngày khai sinh Cường Thảo xong đưa cho có và dặn Em lấy xe phóng lẹ tới bưu điện trung ương Bên nông nhà thờ Đức Bà Đánh bức điện tin này cho anh Căn đi Xong đầu đấy Cứ yên tâm về nhà chờ anh Sáng nay, anh được nghỉ 2 giờ đầu, nhưng bận chút việc, chừng 8 giờ rưỡi mới qua chỗ có được. Tuyệt đối không có gì đáng lo ngại đâu, rồi anh sẽ phân tách cho có hiểu từng chi tiết. Cường tới đúng 8 giờ rưỡi, không xem một phút, bao nhiêu lo âu tan biến, có nhảy tót ra đón, dắt xe vào trong nhà. Sao? Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Cường ngồi trước khi ngồi xuống ghế. Từ bữa anh bói kiều và bắt đầu để báo lại. Rồi mỗi ngày mới để báo lại cho em đều đều Ông bà Mười bền tập được thói quen xem báo Nhất là ông Mười Ông đọc kỹ lắm Không sót chỗ nào Thành thử khi anh đăng báo Nhắn tin tìm cháu Ông thấy ngay và chỉ cho bà đọc đi đọc lại Ban ngày Ông bà bàn tán những gì em đâu có biết Vì còn bận suốt ngày đi làm như anh đã rõ Ban đêm Đêm hôm kia Ông bà bàn soạn lâu lắm Em nghe được hết Có cả anh tỷ nữa Số là từ ngày cái lều sửa xe của em đông khách kiếm được bộ tiền và nhất là từ ngày em được quen anh ông bà có vẻ để anh lắm ông bà đối xử với em có nương tay ít nhiều nên chín mười giờ tối em đã được nằm một chỗ nghỉ ngơi cho lại sức ông bà yên trí em đang sức ăn sức ngủ đặt mình xuống là ngáy pho pho nên bàn chuyện tiếng với nhau chỉ dè dặt lúc ban đầu đến giai đoạn gai cấn họ thảo luận hăng say quên cả giữ gìn nên phát thanh khá lớn em nằm trong nhà nghe đó một một Mặc dù em không cố ý nghe lỏm. Theo tôi nghĩ, lão Mười nói, đầu tiêu vụ này không ai khác hơn là thằng Cường. Ông nói thế nghĩa là sao? Mụ vợ hỏi. Nghĩa là đầu dây mối nhợ là do thằng Cường chứ còn ai vào đây, nó quen tụi ở Đà Lạt, tụi này nhờ nó điều tra và nó điều tra ra thằng có nhà này chính là thằng Nguyễn Thiện Cư, nó mới bày đặt chuyện bói kiều đoán kiều để dụ dục vợ chồng mình buông tha cho thằng có đổi lại bây cho mỗi ngày để lại mấy tờ báo tức là nó sửa soạn để cho cái tin đăng báo tìm người nhà đập vào mắt mình người vợ vẫn lý sự liền ông nói vậy khó nghe quá tôi hỏi ông cậu ấy bày đặt mấy chuyện đó với mục đích gì xin mình buông tha mình không buông tha thì làm gì được mình nhỉ mách mình bản tin nhắn để làm gì không lẽ để mình lượm được một mớ tiền Liệu ông có chia cho cậu ấy một đồng xu tàng nào không? Bà luận vậy cũng có lý Lá mười công nhận Nhưng sao tôi cứ nghi nghi Nhất là cái bữa bói kiều Nào là mở cửa cho ta Nào là tình nặng ơn sâu Cái gì nó cũng cố nói vơ vào Ông cứ nghĩ bậy cho người ta ngoài Người vợ cự nữ liền Thế tôi hỏi ông Kỳ kháng ngựa tuần ấy Con phi hồng có giật giải không nào? Chúng phong phóc vậy mà ông còn nói kia Nói nọ Ôi chào Chẳng qua là cho ngáp phải đuôi lão mười vẫn cô cãi Bây giờ đến lượt tôi hỏi bà Thằng Cường khôn lanh như vậy Bộ nó mù tịt không biết gì về bộ thằng có nhà ta hay sao Ông xong hay có thật Thì giật mình ban dân tin nạ biết bao nhiêu người thông minh sáng láng Dễ thường ngồi đều bắt buộc phải tỏ thường chuyện bí mật của những người khác hay sao Nói tóm lại theo như ý bà thì thằng Cường không hay biết gì đó phải không? Tôi không biết. Người vợ cái và lý luận. Tôi chỉ thấy có hai điều. Một là cậu ấy không biết, tức là cậu ấy vô tình mang một mối lợi lớn lại cho mình. Hai là cậu ấy có biết, nhưng cậu ấy không xúi thằng có bỏ nhà đi, tức là cậu ấy cố ý tạo điều kiện cho mình kiếm một mơ đỡ khổ. Đằng nào cậu ấy cũng là người tốt, không có làm hại gì cho mình nếu không nói là giúp ích cho mình rất nhiều. Bà lý sự như vậy cũng được Nhưng Lão Mười bỗng hạ thấp giọng Có lắng tai mới nghe rõ Nhưng tôi nói thật cho bà biết Mình không thể thấp cơ thua chí một thằng bé con được Dù sao thằng có bây giờ cũng là một cây tiền cây bạc của mình Mỗi tháng thổ vô được năm sáu chục ngàn Chứ phải ít ỏi gì cho cam Dạy gì buông nó ra để đổi lấy một trăm ngàn đồng để đơn đáp nghĩa Chỉ bằng ta cứ Thằng tỷ được cả đơn lận kép tha hồ em chỉ nghe được đến đó mà thôi có kể tiếp đoạn cuối nó nhỏ quá có cả tiếng bàn cái của anh tỷ em nghe không rõ nên không tài nào đoán ra họ lập mưu mẹo gì mà sáng sớm, sớm hôm nay nghe ông hàng xóm cho biết tất cả ba người kéo nhau đi đà lạt em mới ngờ rằng họ định đánh cháu người đem con ruột của họ thiếu vào chỗ của em để vừa được tiền đền ơn vừa ném được một con chuột chuyên phá phách và trong cái chính gạo nếp thật đây chính anh cũng liệu như vậy nên vừa rồi mới bỏ em đi đánh dây thép dặn anh căn đề phòng gian lận đó lão mười tham lam quá làm sao cấy nổi thằng tỷ vào trong gia đình ấy được cái bản mặt cô hồn và cái tiếng nói khào khào như vịt đực của thằng tỷ Trốn lẫn đi nào được Và những khuôn mặt hiền lành và giống nói ấm áp một cách đặc biệt của gia tộc em tôi hẳn nét mặt Cường Ngân Hoan nói tiếp Nhưng xét cho cùng Họ đi Đà Lạt sáng nay Cũng có nhiều cái hay cho chúng ta Lại có chuyện ngực đời đó nữa sao anh? Có ngạc nhiên hỏi lại Có chứ sao không? Này nhé Ông sĩ, chú em Thu thật không kiếm đâu ra được một bàn khai sinh của em Muốn nhờ tòa tình kiến hòa Lục dùm cũng không phải chuyện dễ Vì không nhớ số và ngày khai Này lão mười lô lô Dẫn sắc lên Đà Lạt nhất định phải xuất trình một bản khai để làm bằng chứng. Anh đã dặn trong điện tín là phải ghi nhớ số và ngày khai. Biết rõ số và ngày khai rồi, sau này muốn xin bao nhiêu bản trích lục mà không được. Mình có khai xanh rồi thì bản khai xanh lão mười nắm trong tay bỗng trở nên vô dụng. Như vậy khác nào họ có còn dao sắc, bỗng dưng đưa cho ta nắm đằng chui. Đó là một điều lợi thế đó. Còn điều lợi nào nữa không anh? Ờ, có một điều lợi thứ hai cũng quan trọng không kém, trong thư trước, anh căn báo cho anh biết là em hiện đang giữ một bức tranh làm chứng tích gia đình. Chuyện này khi anh ở Đà Lạt, chú em quên không nhắc đến, em cũng công nhận là có. Nhưng chúng ta không có một lúc nào thật vắng vẻ, thật tự do để mang bức tranh ấy ra mà xem xét coi có cái gì lạ không. Nay họ đi vắng, tức là họ dành cho chúng ta một thời cơ thật thuận tiện để làm công việc ấy. Anh nhắc bây giờ em mới nhớ có đeo lên để em và lấy anh coi. Đó là một bức tranh hình chữ nhật Tranh sơn dầu Một bề 30 phân Một bề 40 phân Dường như do một bức tranh khổ 60 x 40 cắt đôi ra Đề tài trình bày không có gì đặc sắc lắm Thường là đằng khác Bối cảnh là một ngôi từ đường cổ kính Giữa một vườn hoa rộng mênh mông Bình diện gần là một hàng đào ngăn cách vườn hoa Với một mảnh ruộng trồng các thứ đau Có một con rạch nhỏ chạy ngang suốt Từ bên này sang bên kia bức tranh có hai tay trịnh trọng nâng bức tranh đưa cho cường và nói cậu mời em trước khi chết bảo em rằng bà em căn dặn phải giữ cho kỹ bức tranh này để làm dấu tích hầu sau này anh em ruột thịt nhận được ra nhau trong những ngày chạy loạn em phải kè kè mang nó đi theo ở đây mới đầu ông mười mắng không cho treo sau thấy em kiếm ra tiền có lợi cho ống nhiều nên ống mặc kệ cho em mang nó ở đầu giường cường ngầm nghiêm mãi không tìm ra dụng ý của những nét vẽ có bao giờ em tháo tranh này ra khỏi khung không? Dạo chạy loạn ở Huế Thế nó cồng kinh quá Cậu em định tháo bỏ cái khung ra Chỉ cần giữ lấy bức tranh không Quẩn nó lại cho gọn Nhưng không có thì giờ mà tháo nữa Thế giờ quen đi Về đến Sài Gòn Yên đồi Cứ để vậy trao cho tiện, Không ai cố ý tháo ra làm gì nữa Thế bây giờ ta thử tháo ra xem có gì lại không nhé Dạ, tùy anh ạ à. Tấm vấn mỏng ép sau bức tranh vừa được mở ra cường đã vui mừng đeo lên có thế chứ giá trị bức tranh là ở đây này ha ha có ngạc nhiên chạy lại nhìn thấy cường đã nhẹ nhàng vuốt mép bức tranh phía tái mặt thì đa bức tranh chỉ có ba cạnh phẳng view còn một cạnh thì khúc khửu chỗ nhô ra chỗ cụt vào phải gấp lại theo một đường thẳng mới lồng vào khung được chỗ gấp ấy đã thành nếp nhưng vì gấp ở mặt sau nên coi tranh ở mặt trước không ai để ý nhìn mặt sau bức tranh thấy mé bên trái có hai ngón tay màu đỏ in đó từng vân dưới dâu tay có ghi ba chữ nguyễn thiện cơ mé bên phải có bốn hàng chữ long vĩ xà can qua xứ xứ mã đầu dương thân dậu niên có kinh ngạc kêu lên trời ơi anh ngờ lại còn những cái kỳ lạ này nữa thế mà mấy năm nay chả biết gì cả nhưng ý nghĩa ra sao em không hiểu anh giảng cho em nghe đi giản dạ dị quá mà em cường nói này nhé bà em có một bức tranh vẽ một cảnh quen thuộc ở quê nhà ông có hai đứa con trai nên lan tay và đề tên mỗi đứa ở một bên bức tranh giữa bức tranh ông viết một bài thơ cổ đoàn đông cắt bức tranh ra làm đôi bằng một đường gãy để sau này khi đáp hai nửa lại hễ thấy các đường tranh cưa ăn khớp vào nhau là đúng vì tranh bị cắt đôi nên bài thơ cũng bị cắt đôi do đó em thấy những chữ bị cụt và những câu không có vần Thật ra thì bài này có vần có luật đàng hoàng Vẫn còn thắc mắc có hỏi Nói vậy đó là một bài thơ cổ Tức là một bài thơ đã có sẵn từ xưa Vậy chắc anh thuộc bài thơ ấy Thuộc chứ Đúng ra đó không phải là một bài thơ thường Mà là bốn câu sấm của cụ trạng trình Bốn câu sấm này quá phổ biến Nên nhiều người thuộc lắm Thì ý nghĩa của nó ra làm sao anh? Trần Trình thấu rõ mái trời Biết trước những việc xảy ra mấy trăm năm về sau Nhưng không dám tiết lộ thiên cơ Bởi vậy cũng phải gói kém những điều tiên tri Trong những câu thơ bí ẩn gọi là sấm Chỉ khi nào việc xảy ra rồi Người ta mới thấy là sấm ứng nghiệm Không mấy ai đoán được đúng ý nghĩa của nó Trước khi biến cố xảy ra Có thắc mắc hỏi Đã khó khăn bí ẩn như thế Chả biết ba em còn biết ba bức tranh làm gì ai à mà hiểu nổi Cường giải thích Ba em chỉ mượn hình thức mấy câu sấm để che mắt những kẻ tò mò Nó không có ý nghĩa gì về thời thế như những câu sấm đích thực Trái lại, nó mang những nghĩa bóng, những nghĩa ẩn mà người dưng không thể biết được Nhưng người thân thuộc lại có thể đoán ra dễ dàng Anh tin rằng khi đáp bức tranh của em và bức tranh của anh Căn Chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự của toàn thể bức tranh Cũng như của những câu sấm trá hình này cưng bảo có trong khi nó tần ngần lật đi lật lại tờ tranh và khe kẽ đọc mấy đoạn thơ cột ngồn thôi đáp tranh vào khung đi cháu trả vào chỗ cũ nhớ đừng để ai chú ý đến nó nghe đến giờ đi học cường để xe đa sắp nhảy lên yên bỗng sực nhớ đa một việc vội chạy vào bảo có quan đừng lắp tranh vào vội trưa nay họ chưa về kịp đâu để tan học anh về nhà lấy máy hình lại đây chụp ít kiểu mặt trước mà sau phòng khí bức tranh vì một lý do nào đó bị thất lạc Đi Đà Lạt bội vàng Về Sài Gòn cũng bội vàng Vừa về tới nhà Việc đầu tiên của Lão Mười là kiểm soát xem Thiên cơ có còn ở đó hay không Hay là đã đông đi đâu mất tích rồi Có đâu Y đập tay vào cửa sắt gọi Có đâu mở cửa cái coi Có lên tiếng thưa Dạ để con kiếm sâu chìa khóa ở nhà hôm nay có chi lạ không Hắn vừa bước vào nhà vừa hỏi Lôi không đợi nghe có trả lời Hắn sông sộc chạy xuống nhà dưới Đà mắt ngó quanh Liếc thật nhanh lên tường cạnh tấm giường của có Bức tranh vẫn còn đó Y nguyên Thế là yên chí lớn Có thể có là chắc như cua gạch Món 300 ngàn sẽ nằm trong tay Dù chẳng nhiều nhận gì Nhưng đó cũng chẳng phải là một món tiền nhỏ nhoi Mỗi lúc mỗi kiếm ra một cách dễ dàng Bây giờ hắn mới dám phóng tầm nghỉ ngơi Sau hai ngày đi Đà Lạt vất vả Có à Hắn đặt ly nước ngọt xuống bàn Quay đầu xuống bếp gọi Trời hãy còn sớm Mày lấy xe lại chừng đua căng lều lên mà làm việc Mày đang còn kiếm được một mớ đỡ khổ Mấy hôm đi tiêu hết nhắn cả tiền Dạ Có ngoan ngoãn vâng lời Vừa định thay đồ mát nằm nghỉ Hắn sực nhớ hôm nay là chủ nhật có những độ ngựa gay cấn mà không bao giờ hắn chịu bỏ lỡ trừ những khi ốm liệt giường hắn gọi vợ lại bảo Bảo với thằng tỷ ở nhà nhé tôi phải ghé trường đua một lát cho đỡ nghiền ờ đi đâu thì đi miễn sau đừng về hạch tiền tôi là được tối mịt hôm ấy hắn lần về nhà thất thểu như một người vừa ốm dậy hắn ngạc nhiên thấy trong nhà tối om thì đã cả nhà đi vắng hết cửa đóng có khóa trái ở ngoài Ông mới đâu hả Bà ba bên hàng xóm hỏi vọng ra Phải tôi đây Chị đó bà ba Bà mới đi khỏi Chắc lại đi đậu chén Một lát sau Cậu tỷ cũng đi luôn Gửi tôi chìa khóa Chìa khóa đây ông mười Cảm ơn bà ba Hắn mở khóa vào nhà Bật đèn lên Ngủ chư năng trô đã thấy mụ vợ bò về Phờ phạc như người mất hồn Đèn ơi là đen Mụ lau mồ hôi than thở Thua không còn một đồng bạc túi nào Tôi cũng đâu có hơn gì bà Mười thở than Chưa bao giờ bị ngựa đá tới tấp và đau như kỳ này Hết cả tiền về xe Phải năn nỉ người ta cho quá giang đến đầu đường Rồi tiết Rồi lết bộ về nhà đó Là sau Hắn an ủi vợ Mà cũng là tự an ủi mình Thôi bà nói ơi Cờ bạc có cánh đỏ canh đen Người ta cũng có lúc lên lúc xuống Trời sắp cho vợ chồng mình hưởng cái hoạch tài Nên bắt vợ chồng mình phải chịu một chút thử thách đó thôi Thôi chịu khổ cực vài hôm Rồi tao hồ mà phong lưu Mụ vợ thở dài thường thượt Vào trong sân rửa mặt Bỗng kêu thất thanh Chết rồi ông ơi Lão mười cuống lên hỏi dồn dập Cái gì thế cái gì Mụ vợ đứng như trời trồng Mắt thất thần ngó lên bức tranh chơi chọi cạnh tấm giường siêu vẹo của nó Bức tranh, bức tranh đâu mất rồi Mụ nói không ra hơi Theo thao những người sắp thở hát ra Người chồng mặt cắt không còn hột máu Cũng thở hát ra luôn Chết tôi rồi, chết tôi rồi Một lát sau, lại hồn Cả hai người quên cả mệt nhọc Cùng nhau lục lọi khắp nhà Nhưng tốn công vô ích Bức tranh đã biến mất Lão Mười là người tự chân tính được trước tiên Uống một hơi hết ly nước đá lạnh Lão trầm ngâm suy nghĩ cái điều này đúng là thằng con quý tử của bà chơi vỗ này đây Ông nói sao? Ông ghi cho thằng tỳ hả? Thì còn nay trồng khoai đất này Bức tranh ấy không có giá trị gì đối với tất cả mọi người Và ở cái đất Sài Gòn này chỉ có vòn vẹn 5 người biết là nó quý giá mà thôi năm người đó là tôi với bà, thằng tỷ, thằng có và thằng cường Hai đứa này không lấy Hãy nói đúng ra chúng không thèm lấy Vì cả nhà mình đi vắng mấy hôm mà bức tranh vẫn còn Cho đến khi mình về Tôi không lấy, bà không lấy Thì lòi ngay là thằng tỷ lấy chứ còn ai vào đó nữa Tôi sợ ông nghĩ oan cho con Mụ mười cố chống chế Oan Thôi được Để tôi hỏi ký lại xem Cho bà biết oan hay ưng nhé Lão bước ra cửa Nó chó sang nhà bên cạnh Bà ba có ở nhà không Cho tôi hỏi thăm một chút coi Có tiếng bước chân ra cùng với tiếng trả lời Chỉ đó ông mười Chiều nay thằng tỷ nhà tôi gửi chìa khóa cho bà Có nhắn gì lại cho chúng tôi không bà Không Không có nhắn nha gì hết Cho nó đi chơi một mình hay có bạn bè nào tới đủ bà Cậu ấy đi một mình thôi Bà có thấy nó mang trong tay vật gì không Suy nghĩ một thoáng Bà ba cười tươi đáp Có Tôi thấy cậu ấy cắp bẩn nách cái gì lớn bằng tấm lịch trao tường Ngoài có bao bằng giấy nhật trình Thôi đúng rồi Lão lẩm bẩm đứng ngay người ra Một lát sau mới ngượng ngập cúi đầu nói với bà ba Cảm ơn bà ba Chúng tôi làm phiền bà nhiều quá Dạ không có chi Lão mười quay vào nhà Ngồi phịch xuống ghế bảo vợ Bà thấy không Đúng là thằng ông Mãnh đã ăn cắp bức tranh Không biết nó định giờ trò ma buồn gì đây Tôi thấy bức tranh có giá nó tốn tiền đem cầm thế lấy ít tiêu xài đỡ chứ gì Người vợ trụ trẻ nói Có chó nó mua Có chó nó cầm Người chồng tức mình gắt Tranh có giá là có giá với mình đây này Chứ đặng thằng một bức tranh phong cảnh sẽ làm đôi Thì còn đẹp đẽ nỗi gì Ai cầm ai mua thứ đó Suy nghĩ một lúc lâu Lão nói tiếp Theo tôi nghĩ thì thằng con quý tử của bà Định bắt chẹt mình đây nó đem gửi bức tranh ở nhà một thằng bạn nào đó thôi Mượn đỡ ít tiền xài Thế nào ngày mai nó cũng vác cái xác của nó về đòi tiền chuộc Mụ vợ thở dài than Tôi cũng nghĩ thế Nhưng bây giờ cả ông và tôi Túi sạch nhắn như chùi Lấy gì mà chuộc được Thật chán con với cái Chỉ một mực ăn chơi rồi phá Thôi để xem chiều nay sửa xe kiếm được đồng nào Và giữ lấy Rồi liệu dụ nó mà lấy lại bức tranh hẹn ít bữa nữa lên Đà Lạt lấy tiền về, muốn bao nhiêu cũng có. Bà nhớ nó trả tranh rồi hãy đưa tiền nhé. Ủa, mấy giờ rồi, sao tối đã lâu ớn mà chưa thấy thằng có về nhỉ? Ờ, 8 rưỡi rồi ông, mỗi ngày chỉ 7 rưỡi là cùng nó về tới nhà. Hay có món khách nào tới chế, nó phải nắn lại làm đốn cho xong chứ gì? Chưa nó dứt cầu đang nghe có tiếng xe máy đậu ngay cửa. Chắc nó về đó, Cả hai người ngóng cổ chờ Có tiếng cường hỏi vọng vào Em có có ở trong nhà không hai bác Ủa mời cậu cường vào chơi Lá mười chạy ra cửa động mở Mời đón đà Em nó chưa về Không hiểu bận công chuyện gì Mà giờ này chưa tới trở về Cháu vừa đang chừng đua lại đây Hồi chiều Có không có mặt ở chỗ sửa xe Cháu đi cắm chạy ở lái tiêu về Có mấy quả măng định mang lại cho có Thì chỉ thấy cái lều không có đi đâu mất Xe Honda cũng đâu mất tiêu luôn Thằng xuống con nông năm mở lều bên cạnh cho biết Hồi chiều lúc sầm sầm tối Có một người lạ mặt cao lớn Ăn mặc như lính kín Dựng chiếc xe Suzuki ở cạnh lều Và nói chuyện gì với có một lúc Rồi thấy mặt có tái xanh Lấy xe đa Nhờ thằng xuống trong lều dùm Trước khi đi theo người lạ mặt Không biết là đi đâu Lão mười nhăn nhó than thở Thật là tai họa Đặc rối vô cùng Biết làm sao bây giờ đây đồ lão năn nỉ thôi trong sự nhờ cậu cường cậu nhủ lòng thương kiếm nó cho vợ chồng tôi hai bác cứ yên tâm ba cháu quen lớn với mấy ông trong bộ chỉ huy cảnh sát để cháu về thưa với ba cháu điện thoại nhớ mấy ông ra lệnh cho các quận kiếm dùm thế nào cũng ra thôi cậu cường lá mười vội lên tiếng cản đừng phiền đến cơ quan cảnh sát vội xưa nay tôi vốn có cái tật là rất ngại có chuyện bất cứ chuyện gì với mấy ông cảnh sát Cháu nghĩ nhiều khi tránh cũng không được bác ạ à. Là vì có thể một quận một ti hay một chi cuộc nào đó đã ban giữ có vì bất cứ một lý do nào Nếu không can thiệp kịp thời cháu e Càng nghe vợ chồng lão mười càng cuống lên Vâng Mụ vợ nói Thôi chăm sự nhờ cậu Cường đó Cậu cố giúp chúng tôi phen này được Ta qua nạn khỏi Chiều hôm ấy Có vừa làm xong mấy mối Kiếm được mấy trăm bạc Đang mải o bế mấy món đồ phụ tùng Mà khách hàng có cảm tình mang cho Thì Hải đậu xịt chiếc xe Suzuki đen Ở trước lều Hải một nhân viên cảnh sát Đang nghỉ phép nên bận thường phục Cũng là một khách hàng quen của có Y rất mến thương có Vì cậu bé này có đủ những đức tính Của một người thợ giỏi Rành nghề thông minh và thực thà Nhất là thực thà Có ơi Y nói tròn tròn Mày có trỗi coi giùm anh cái xe Dạ nó sao đâu anh Nó mới rục trứng Chạy nhanh thì không sao Mày cứ đến chỗ đông Khẽ thắng cho chạy chậm lại một chút Là y như rằng ông ấy tắt máy Bực mình hết sức Y bước vào lều Nói ba điều bốn chuyện với có lúc ấy Còn bận loay hoay Xếp lại mấy món đồ nghề cho có ngăn nắp Cả hai vô ý quay lưng ra ngoài Hai cho giật mình kêu Chết cha nó thổi mất xe rồi Có ơi Hừ láo thật Quân này láo thật Có lật đật đẩy chiếc Honda ra Còn trông thấy hút chiếc Suzuki đen bóng hết tốc lực về phía bảy hiền Xuống ơi Có gọi thằng nhỏ ở lều bên cạnh Trông lều dùm anh một lát nhé Rồi quay lại dục hải Anh lên đây em chờ Xe ấy anh chạy không lại xe em đâu Nhất là nó có tật như anh vừa kể Xe phóng vùn vút Nhưng vì đường chật người đông phải lách tránh mất thời giờ nên đến trường nữ quân nhân thì mất hút chiếc Suzuki may được một khúc đường vắng xe lao nhanh như gió người đến ngã tư bảy hiền đã thấy dạng một tên du đãng cao kiều đang lạng chiếc xe đen ở đằng trước quân này to gan thật hải hăm he chưa biết chủ xế là ai mà nó dám thổi quả là điếc không sợ súng khoảng cách mỗi lúc một thâu hẹp hải đắc chí phen này ăn đòn rồi có ơi phải cho quân này một trận thật mê tơi rồi tống cho nằm ấp mới đáng kiếp ai đời sành ra một chút là ăn cắp loạn quá tên coi xế dường như chưa biết nguy cơ đã gần kề hắn chắc mầm nuốt ngon miếng mồi vì trời nhá nhem tối rất khó phân biệt nghe răn và hắn đã về gần tới xào huyệt bỗng một chiếc xe hơi chạy ngược chiều lao tới hắn bồi lách tránh đường chỗ này quá đông xe khựng lại rồi tắt máy hắn cuống lên đạp máy chưa chịu nổ thì một tiếng còi cảnh sát ré lên cướp tinh thần hắn hốt hoảng quay lại nhận ra xe có đang lao tới thế đó cả hai ngồi sau lưng ngó lom lom trông giữ như một hung thần chết mẹ rồi hắn chửi thề tuy tức đứt ruột Tiến cao kiều đành phải quẳng xe lại co giò phóng mình vào một con nẻm chạy tháo thân trèo lên xe Trang cảnh sát bảo bạn anh nhận án thằng này rồi thằng chi cao trong băng thằng tuệ xếu ở bảy hiền đây mà thằng nhãi cũng khôn hồn đấy không thì phen này ốm đòn chợt có tiếng gọi có có đi đâu đấy có ngừng lên nhìn mừng đỡ đeo lên a à, anh cường anh đi cắm trại đã về à hải vỗ vai có bảo thôi có về sau với bạn nhé tối rồi anh phải về nhà gấp bữa nào rảnh anh sẽ ghé có lễ phép chào Dạ anh lại nhà Sau khi nghe có kể chuyện đuổi theo tên ăn cắp xe cương bảo Thằng Chi Cao cùng một băng với thằng Tuệ Xếu và thằng Tỷ đó Anh vừa trông thấy thằng Tỷ ôm một vật gì to bằng tấm lịch treo tường Ngoài bọc giấy báo Bước vào trong xóm thằng Tuệ ở ngã tư Bảy Hiền Không khéo lại là bức tranh của em cũng chưa biết chừng Có thể Nhưng dù có vậy cũng không sao À có này đây cũng là một dịp tốt để ta đánh một đòn quyết liệt cho ông bà Mười tối tăm mặt mũi Bây giờ em đừng về nhà nữa Lại anh ngủ đỡ một đêm đi Cơm tối xong anh sẽ tạt qua nhà em Hù cho ông bà Mười mấy câu Rồi sáng mai anh dẫn em về Thế nào ông bà ấy cũng phải lo đưa trẻ em lên Đà Lạt gấp 9 giờ sáng hôm sau Vợ chồng Mười cá ngựa đang ngồi phờ phạc trong nhà Bỗng nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đậu trước nhà Ngọ đào thấy Cường và có Thì mừng như bắt được vàng À cậu Cường tới À thằng có về Cường vào nhà nói tía lia Ý như rằng là có bị người ta tố cáo Mua của gian để thay đổi cho khách Thư nạc danh Tố cáo vu bơ chẳng có bằng chứng gì Nhưng nếu không can thiệp kịp thời Cũng dám ăn đòn lắm Tại một cái là người ta hỏi nó tiên tri Nó cứ một mực tên là có Không biết họ Không đó ngày xanh cũng không rành được tên cha mẹ nữa thằng nhỏ cu lần hết sức họ bực mình đã suýt nổi sùng may sao bà cháu điện thoại hỏi ra nơi giữ có nên cháu tới vừa đúng lúc cháu khai đại cho em tên là nguyễn thiện cơ mười bốn tuổi con ông nguyễn thiện nhân và bà phạm thị kim cả hai đều quá cố cháu gọi ông nguyễn thiện sĩ nghệ sĩ ra ở đà lạt bằng chu ruột hiện tạm trú ở nhà bác đây quả tình mới mười bốn tuổi chưa đến tuổi khai lực giải cá nhân có giấy khai sinh làm bằng chứng nếu không tin Bác sẽ thân hành mang khai sinh tới xuất trình Mười cá ngựa càng nghe càng biến sắc Bụng bỏ dạ Thằng đanh con này sao cứ y như là ma xó Cái gì cũng biết Mà lại biết thật đành mới chết chứ Thôi phải rồi Đúng nó là đầu dây mối nhở tất cả chuyện này đây Nếu không lo mau mau giải quyết cho êm đẹp Nó dám nổi dùng dẫn lão sĩ về Sài Gòn Trình khai xanh cho cảnh sát Tôi nhận cháu thì mình chỉ còn có nước bơ mỏ Mất mẹ nó cả chi lẫn trai Dần một bộ mặt thật tươi Hắn đón đà cảm ơn và bóng gió hứa hẹn Cảm ơn cậu Cường rất nhiều Cậu giúp đỡ chúng tôi tận tình Nhất định là không đời nào chúng tôi dám quên ơn Cậu bận tâm đến thằng có Chúng tôi cũng bận tâm không kém Thế nào chúng tôi cũng phải lo giải quyết cho dứt khoát Chứ không thể để lằng nhằng như thế này mãi được Với yên thân cho thằng có Với yên cả phận chúng tôi Cường đi khỏi được một tiếng đồng hồ thì thằng Tỳ ở đâu dẫn sắc về, nó cười nhăn nhở. Thằng Quỳ kia, bà mười hét. Mày cất bức tranh ở đâu? Tranh nào má, con đâu có biết. Y điểm nhiên trả lời. Thôi đừng có làm bộ ngây thơ, mày không biết thì còn ai vào đây biết nữa. Khôn hồn đưa ra trả ba mày, kéo ông ấy nổi điên đánh cho gãy gối tối mặt, không ai cả nổi đâu. Mười khoái từ nãy giờ ngồi chẳng nói chẳng rằng Lừ lừ đứng dậy Đi tới trước mặt thằng tỷ Nhìn nó bằng đôi mắt thật nghiêm khắc Tỷ Tao hỏi mày một câu Phải trả lời cho đúng không thì chết đòn Bức tranh của thằng có mày có lấy không Thưa ba có Thằng tỷ đun giọng trả lời Mày đây ở đâu Con gửi ở nhà thằng bạn Nhà đứa nào Nhà thằng Tuệ ở ngã tư Bảy Hiền muốn sống thì lấy ngay về đây cho tao tuy sợ đúng người nhưng thằng tỷ vẫn chưa chịu đi cha nó quát đi lấy ngay đi sao còn đứng sớ đỡ đó nó đụt rè năn nỉ bà má cho con ít tiền tiền gì mười khoái gai gắt hỏi bộ tiền chuộc à thằng tỷ giản dị hơn phân trần thứ ba không phải tiền chuộc nhưng con xin bà má cho con ít chục ngàn ít chục ngàn để làm gì? Dạ, để sai, để sai cho bằng người ta. Mười khoái cười gần rồi thở dài mắng. Mười ba tuổi đanh, đi học sao không lo học cho bằng người ta? Lại bày đặt theo băng này băng nọ, tập thành hút sách, bài bạc và những trò chơi mất dạy. Nhà nghèo, bản thân chưa kiếm ra một đồng bạc về giúp đỡ gia đình, đã tiêu xài vung bít cho bằng những đứa con nhà giàu phá ra chi tử. Cái điều này Chả mấy chốc đi vào con đường giật dây chuyền hay ăn cướp xe đội tù đặc lúc nào không biết Thằng Tì đứng chịu trận Không dám cái nửa lời Bà mười thương con dỗ dành Bà dậy thì phải nghe lời mà sửa đổi Từ đây không được chơi bời lêu lồng nữa nghe con Thôi cho mấy trăm cầm lấy mà ăn quà Đã lấy xe lại ngay nhà thằng Tuệ Đem bức tranh về đây Ít bữa nữa bà mày lên Đà Lạt có tiền Sẽ đâu có đó khi thấy thằng có trở về sau một đêm mất tích và rồi lấy lại được bức tranh mười khoái tự thấy sáng mắt ra một đàng thằng tỷ con ruột của hắn vì không chịu học hành tử tế lại ham chơi lêu lỏng đánh bạn với những đứa chẳng ra gì nên chỉ rình cơ hội nã tiền để tiêu pha bậy bạ đằng khác cậu cương còn nhỏ tuổi hơn thằng tỷ mà xử sự, sự đúng đắn như người lớn không đỡ phá món hoạch tài của lão mặc dù cậu ta dư sức dẫn thằng có về trả gia đình nó mà không tốn một đồng bạc càng ngẫm nghĩ càng cảm phục cầu thiếu sinh hướng đạo có độ lượng và biết thương người vì thế chuyến đi đà lạt này nhằm ngày lễ giáng sinh lão năn đi cường cùng đi với lão cho vui và nhất là lão nói cho thằng có đi đường có bản bà mười và thằng tỷ phải ở lại trong nhà xe đến bến đã thấy ông sĩ lái xe nhà đã đón có cả thằng căn thằng chính cùng đi thì đa cường đã đánh điện lên cho bạn biết trước sáu người lên xe về nhà nói cười vui như tết gia đình ông sĩ đã hội họp đông đủ để đón mừng người ruột thịt trở về sau mấy năm lưu lạc Tràn nước xong xuôi ông mười mở vali lấy tờ khai xanh và bức tranh trịnh trọng để lên bàn nói thưa ông bà giữ đúng lời hứa hôm nay chúng tôi đưa cháu thiện cơ lên đây sum họp với gia đình có đầy đủ cả khai sinh và chứng thức gia đình để xin ông bà coi lại Ông chủ hãng kiến bình hớn hở đáp Vâng Chúng tôi đội ơn ông mời nhiều Khai xanh thì bữa trước chúng tôi đã được coi rồi Tôi công nhận là đúng Còn bức tranh để xin kiểm chứng Vừa táo tranh đa khỏi khung Ông vừa ngoái lại bảo thằng chính đứng sau lưng Chính lấy cho ba hộp dấu Ông sĩ úp mặt phải bức tranh xuống bàn Ngừng nhìn ông mười nói Anh tôi đã cẩn thận in dấu hai ngón tay trỏ của cháu thiện cư vào mặt sau bức tranh này nếu cháu đã có tờ khai lược giải cá nhân rồi Thì ta cứ việc đem so dấu tay ở tờ khai ấy Với dấu tay ở bức tranh là xong Nhưng cháu cơ chưa đến tuổi phải khai Vì thế ta phải in ngay dấu tay của cháu Vào kế bên các dấu đã có trước xem có giống hay không Nào cháu đừng ngón trỏ tay mặt Rồi ngón trỏ tay trái Rồi Ông ngắm nghĩa và tấm tắc khen Trời sinh ra thật kỳ lạ Ở cõi đời này cái gì cũng biến dạng với thời gian ấy thế mà chỉ có các vân tay là không bao giờ thay đổi đây ông mười coi tuy lớn nhỏ khác nhau nhưng đường nét vẫn y hệt vậy có thể kết luận thằng nhỏ này chính là đứa bé mà anh tôi đã in dấu tay vào đây lúc nó mới lên năm tuổi mười khoái chỉ vào hàng chữ đỏ chữ việt nhưng viết bằng bút lông ở sắt mép bên mặt bức tranh thắc mắc hỏi còn đây có phải là một bài thơ không sao hàng nào cũng như đứt quãng thế nhỉ Ông sĩ mỉm cười nói Đúng là một bài thơ Một bài thơ cổ Một bài sớm thì đúng hơn Đồ đây ông sẽ hiểu Quay sang căn ông bảo Căn lên lầu lấy bức tranh của cháu xuống đây coi Sau khi tháo bức tranh sau này ra khỏi khung Và ráp hai bức tranh vào với nhau Thì thấy những chỗ cố ý cắt nhô ra Tụt vào ở mép hai bức tranh Hoàn toàn ăn khớp với nhau Rõ ràng đây là hai mảnh của một bức tranh cắt đôi ra bằng một đường gãy không đều. Ông sĩ cười tươi giải thích Ông mười coi Anh tôi đã cẩn thận Sẽ đôi bức tranh không phải bằng dao mà bằng kéo Không phải theo một đường thẳng Mà theo một đường tăng cưa Dụng ý theo tôi là như thế này Một họa sĩ giỏi ngó bức tranh do thằng can giữ Có thể tưởng tượng ra mà vẽ một bức khác Để tiếp nối một cách không mấy khó khăn Nhưng nên khi đáp hai bức vào với nhau Mới thấy không ổn Vì các mép không ăn khớp Còn bốn câu thơ thì câu nào cũng khuyết mất một nửa nhưng trường hợp của ta đây thật đã rành rành, không còn nghi ngờ vào đâu được nữa. Đó đằng là hai nửa, cùng do một tấm xẻ đa, cũng như hai đứa, thằng Căn và thằng Có đây, cùng do máu huyết, anh chị tôi tạo thành. Nhưng còn bài thơ, mấy quái vươn chưa hết thắc mắc. Chẳng lẽ bài thơ này không nói lên một cái gì sao? Nếu nó chỉ có đặt một mục đích chứng minh nửa bức tranh nọ là tiếp nối của bức tranh kia, thì theo tôi nghĩ... Ông nhân chỉ việc ký một chữ thuật to ở ngay chính giữa mà sau bức tranh lớn cũng đủ rồi. Ông xin gật gù đáp. Ông nói vậy cũng có lý. Đất có thể anh tôi để lại cho hai cháu tôi một cái gì. Nhưng ý tứ thâm trầm quá. Khó lòng đoán ra ngay được. Vâng. Mười khoái vui vẻ nói. Chắc là không có một kho tàng như trong những chuyện truyền kỳ. Nhưng tôi mong rằng có một di sản kha khá lưu lại cho hai cháu. Để làm nhẹ bớt gánh nặng của ông chủ trong việc xây dựng tương lai cho hai cháu Cảm ơn ông tôi cũng mong như vậy lắm Nếu có thế nào chú cháu tuổi cũng phải nhớ đến ông Mười chứ Hà hà Trong bước tiệc mừng dọn ra ngay chiều hôm đó Ông xí lựa lời gạn hỏi Ăn cơm mới nói chuyện cũ Không biết ông Mười có vui lòng cho chúng tôi được đó Ông Mười gặp được thằng cháu cơ trong trường hợp nào chăng Được chứ Mười khoái xuất sáng đáp Để nhớ lại coi nào Bữa ấy vào thượng tuần tháng Dương năm Mậu Thân, tình hình thật là hỗn loạn. Dân chúng trong thành Huế tìm đường rút ra khỏi thành nội, giặt díu nhau chạy về hướng Nam. Vợ chồng tôi với thằng Tỷ, thằng cháu hôm nọ có lên đây với chúng tôi. Đi mới tạm trú trong một căn lều hẻo lánh ở ngoài đồng. Lều nhỏ và tối như hũ nút, bước vào trong đông phải người ta mới biết bên trong đã có người rồi. Cũng hai vợ chồng và một đứa con, hai vợ chồng cũng bị thương nặng. Người chồng đã cấm khẩu những vấn tình Người vợ còn nói được Nghe tiếng chúng tôi nhận ra là người quen Người bà con thì đúng hơn Đó là ông bà Hai Tu Người Sóc Trăng đã Huế làm ăn đã lâu Bà Hai Tu có họ sao với vợ tôi ở Huế Nhưng không năng đi lại Nên không thân nhau mấy Tôi kiệt sức mất rồi Bà Hai nắm tay vợ tôi nói Chắc tôi chết đến nơi Nhưng trước khi nhắm mắt Tôi muốn nhờ dì dượng giúp cho một việc Mong dì dượng đừng từ chối được chị cứ nói chúng em xin cố gắng vợ chồng tôi rất sáng đáp thằng bé này là con thứ của ông nguyễn thiện nhân điền chủ ở kiến hòa mẹ nó là chị ruột ông phạm văn khánh thương gia ở huế bà khánh tức mậu ruột nó là chị em họ với chồng tôi chiều hôm qua cùng chạy loạn với nhau chẳng may giữa đường ông bà khánh cũng bị đạn bắn trọng thương Lúc khắp hối, ông bà ấy giao thằng bé này cho tôi Nhờ tiện đường vô Sài Gòn dắt nó đi theo Rồi tìm cách cho cha con nó gặp nhau Ông bà ấy buộc trên lưng nó ba cái quần áo và một bức tranh để làm dấu tích gia đình Lại đưa cho tôi một tờ khai danh của nó và mười lượng vàng Bây giờ vợ chồng tôi chết đến nơi Chắc không làm tròn được lời ủy thác ấy Bởi trăm sự nhờ gì dương làm phước chúng nó nóm dùng tôi Đây tờ khai xanh và mười lượng vàng gì cầm lấy Nói xong, Chị Tu chút hơi thở cuối cùng Bên cạnh anh Tu cũng đã đi từ lúc nào Hai mắt còn mở trừng trừng Nông nỗ chạy loạn mộ thân ở Huế Thật là cực khổ hết chỗ nói Cảm động ứa nước mắt Ông sĩ chân thành cảm tạ Vợ chồng tôi mang ơn ông bà Mười Và ông bà Hai Tu không biết đến đâu mà kể Nếu trời không run rủi Cho ông bà gặp ông bà Hai Tu đêm hôm ấy Thì chắc thằng cháu tôi chết mất xác Ở ngoài chung rồi Chứ đâu còn đến ngày nay Ông bà thực là ân nhân của gia đình chúng tôi Nhưng chúng tôi cũng có cái bậy ông bà Mời khoáng thành thực nhận lỗi Thu thực khi về đến Sài Gòn Thầm thầm chúng tôi là muốn đi ngay kiến hòa tìm ông nhân Nhưng chẳng qua là cái khó nó bó cái khôn Chúng tôi tư cố vô thân ở giữa Sài Gòn Là nơi cùi quế gạo trâu Bốn liếng trà mây chốc hết sạch sành xanh Nói ông bà bỏ lỗi Lại thêm cái tội cờ bạc bê ta nên kiếm được đồng nào hết beo ngay đồng ấy. Thành tựu đã không giao được thằng nhỏ cho gia đình nó, lại còn không cho nó được ăn học bằng người. Sau dạy cho nó được cái nghề sửa xe, lại trông vào đó làm kế mưu sinh cho gia đình. Càng nghĩ tôi càng hồ thèn với lương tâm. Nếu không gặp được cậu cường có mắt tinh đời, thì chưa biết bao giờ mới có ngày vui vẻ như ngày nay. Ông mười ở Đà Lạt chơi một hôm, được ông sĩ cung phụng như một bậc thượng tân. Ông đích Thần lái xe dẫn đi xem khắp các thắng cảnh trong thị xã cũng như ở vùng phụ cận. Hôm sau nữa mới ra về, mang theo 300 ngàn cùng quà cam rất nhiều. Đến tối, ông Sĩ mời Cường lên thư phòng trên lầu nói chuyện. Cả căn, có, chính cũng được tham dự. Cậu Cường à, ông Sĩ bảo đề, cậu có ý kiến chi về bài sớm không? Thưa bác, cháu cũng nghĩ như ông Mười nói hôm kia. Bác Khai Việt nắn nót như vậy tất nhiên phải có dụng ý Phải rồi Có dụng ý là cái chắc rồi Sở dĩ ôm nọ bác không muốn đi sâu vào vấn đề Vì không muốn để ông Mười quá chu tâm vào việc này Ngưng một lát Ông sĩ nói tiếp Cứ ý bác suy nghĩ Thì nhất định là bác Khai có để lại cho hai đứa này Ông chỉ vào căn và cơ Một cái gì đó Là vì số tiền bán ruộng đất Không thể tiêu hết được Mặc dù bác cai cho vợ chồng phạm văn khánh rất nhiều trước khi mất bác cai cầm tay bác dặn đi dặn lại không được bán khoảnh đất vẽ trong tranh chắc chắn bác cai chôn của cải trong mảnh đất ấy so với toàn thể gia tài của bác thì khuôn viên khu hương hòa nhỏ xíu nhưng đứng riêng ra nó cũng động được đến mười mẫu nếu không được chỉ dẫn một cách rõ ràng thì mười mẫu cũng là một diện tích khá mênh mông khó mà kiếm cho đàn cho cất dấu thưa bác vâng cường đáp Chính vì thế bác Khai mới phải viết mấy câu sớm Để chỉ đường cho bác Thu thật hai đêm đầy Bác nghĩ nát cả óc mà không ra Căn nói xen vào Cháu cũng nghĩ suốt từ lúc đáp xong bức tranh đến giờ Mà chả hiểu bác cháu muốn nói gì cả Nhất định phải có anh Cường nhúng tay vào mới xong đó Chú ơi Từ trước đến nay Bao giờ ở hướng đảo có trò chơi lớn Thế nào anh Cường cũng chiếm giải quán quân Mật thư khó cách mấy, anh ấy cũng mò ra chìa khóa trong dây lát. Ờ, ừ, tôi bác giao cho cậu Cường đó. Ông sĩ cười và đẩy bức tranh về phía Cường. Cậu chịu khó nghĩ dùm bác và giúp các em. cường lầm nhầm đọc bốn câu sống đã đáp xong đầy đủ. Lòng phía xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh. Mau đầu dương cước tranh cùng tận, thân dậu niên khai kiến thái bình. đọc đi đọc lại cường ngồi lim dim kẹp mắt suy nghĩ chán rồi lật qua mặt phải ngẫm nghĩ bức tranh đến độ xuất thần trong phòng im lặng như tờ từ ông sĩ đến thằng chính ai cũng tôn trọng phút suy tư của người bạn trẻ chừng một khắc đồng hồ sau cường tư tốn đặt bức tranh xuống bàn chậm rãi nói thưa bác cháu xin trình bày ý kiến bài sấm bắc khai dùng là một bài đất phổ biến rất nhiều người thuộc lòng bởi vậy nếu viết sai hay viết thừa Viết thiếu chữ nào là người đọc có thể nhận ngay thấy Căn cứ vào điểm ấy Bác Khai cố ý viết chật một số chữ Và cũng cố ý viết hoa một số chữ không cần thiết phải viết hoa Để tạo ra những điểm khác thường Dùng ý của bác Khai là chỉ đường cho chúng ta bằng điểm khác thường đó Toàn bài có nhiều điểm khác thường kiểu ấy Điểm thứ nhất là chữ tranh ở cuối câu đầu vô cớ viết toàn hoa Câu thứ hai không có gì đáng nói Câu thứ ba cố ý viết sai Thay vì mã đề dương cước anh hùng tận Lại viết là mã đầu dương cước tranh cùng tận Và cũng toàn viết hoa Đó là điểm khác thường thứ hai Điểm khác thường thứ ba là Ba chữ đầu câu thứ tư vô cứ viết hoa Lại bỏ sót một chữ Chữ lai like ở chính giữa câu Đó là chưa kể ba dấu chấm bỏ lần sau chữ kiến Có lý, có lý Ông sĩ như chợt tỉnh đeo lên nhưng cái khó là tìm cho ta ý nghĩa của những điểm khác thường ấy Vâng Cưng quả quyết đáp Cháu chưa nghĩ ra Nhưng cháu tin rằng cái khó khăn đấy có thể vượt qua được Cả căn, cả cơ, cả chính cùng reo Mắt sang rỡ Anh Cường hay quá ta Cường cười giơ tay cản Khoan khoan đừng bộ nóng Tôi mới nói là có thể vượt qua được chứ có nói vượt qua được đâu Căn cười cười nói với ông chú Thằng này thông minh lắm Chú ơi Nó nói sẽ nghĩ ra tức là Nó đã nghĩ ra được đến 8, 9 phần 10 rồi đó Nó nhìn mặt cường trêu Biết quá mà Cô cậu đã đoán ra Nhưng chưa dám nói quyết Vì còn thử lại bài toán chứ gì Tao còn lạ gì Cường chỉ cười không đáp Một chập sau mới hỏi ông Di Nhưng chuyện không ăn nhập gì Và bốn câu sấm cả Thưa bác Bức tranh này là theo phong cảnh thật mà vẽ ra Hay là do óc tưởng tượng của họa sĩ ạ à? cảnh thật chứ như bác đã nói đây là một khoảng trong miếng đất hương hòa của bác khai giữ lại không cho bán dạ từ dầu ấy đến nay có gì thay đổi ở miếng đất ấy không ạ à? không đâu đó vẫn y nguyên nhà từ đường vẫn thế chỉ có cũ đi thôi vườn hoa cũng y vậy cả vườn đau nữa chẳng có chi khác lạ thưa bác nói vậy có nghĩa là ngó vào bức tranh bác có thể nhận ra được từng chi tiết của miếng đất có phải thế không ạ à? đúng vậy đó cưng chỉ vào góc mặt phía dưới cùng bức tranh cái đánh này chạy đến đây là hết hay sao bác ông sĩ cười giải thích đây là cái đường mương chạy dọc theo mảnh đất này và còn đi tuốt luốt đi xa hơn nhiều nữa bao cả miếng ruộng đằng kia cơ mà nhưng đúng ở đây nó gãy khúc nên rất dễ nhận còn cái hàng rào này cũng vẫn y nguyên chứ bác đúng vậy vẫn y nguyên cái gì xanh xanh mà quấn vào hàng đào đó thưa bác cây vạn điền thành đó loại cây này sống rất lâu bác khai trồng cây ở ngay khúc hàng đào ấy đã lâu lắm này vẫn còn xanh tươi đang nói chuyện này cường bắt ngay sang chuyện khác thưa bác bác hai có giỏi chữ nho lắm không ạ à? không bác hai cũng như bác theo tây học có biết chữ nho nhưng không thâm thúy như các cụ đồ nho nói cách khác có tỷ dụ chữ nho đã phiên âm sang tiếng Việt Nhưng nhiều khi không đành mặt chữ Dạ cháu hiểu À từ chỗ trồng cây vạn niên tranh Đến khúc chót của đường mương này Xa chừng bao nhiêu bác Ông sĩ cũng như mấy anh em căn cơ chính Ngừa ngác không nhiều cường Định bao hoa trời đất đến đâu Mà cứ chuyện nọ sợ chuyện kia như vậy Tuy nhiên ông vẫn trả lời Chừng 14-15 mét gì đó Bác còn nhớ khi làm cái hàng đào này có đo để tính công thợ Thấy đúng 30 mét Miếng đất dành riêng để trồng rau này Đo được đúng một sào Sào tao đó cậu Nên tính ra chiều ngang của nó là 12 mét Nhưng nếu đo xéo xéo Từ khúc mương này đến chỗ hàng đào kia Thì phải hơn một chút Cho nên bác độ chừng là 14-15 mét Cường kết luận Mặt tư nhu hoa Thưa bác Mẹ ra cháu đã hiểu được những lời chỉ dẫn của bác hai rồi nhưng cháu chỉ dám nói đó khi nào đã chứng minh được là bài toán giải đúng Bữa nào về thăm quê ba cho anh em cháu tháp tùng Cháu sẽ chỉ chỗ mấy anh em bắt tay vào đào một lúc là xong ngay Mấy anh em thằng căn đều háo hức Ngày mai con nghỉ lễ, ngày mai về quê chơi đi chú Sáng sớm mai đắp máy bay đi Sài Gòn Ba nhé, đổi lên xe ở Đại Lý về Kiên Hòa Và giờ là tới nơi Con nóng thử đắp số của anh Cường lắm ba ơi ông sĩ cũng nôn nóng không kém ờ ờ thì mai đi căn nhớ mang thức dây nhé cường dặn mượn được thức của mấy ông chắc lượng đặt đền thì tốt thời buổi nguyên tử có khác mới sáng ở đà lạt chưa đã tinh hình ở kiến hòa vào buổi chiều di sản của ông anh để lại đã có trong tay ông nguyễn thiền sĩ trinh trọng đèn hương dâng cơm canh cúng tả giao tiên trong ngô tử đường Cố bàn thịnh soạn Ông sĩ khề khà nhấm nháp Trong khi mấy cậu thiếu niên cao hứng Ăn uống ao ào, ào như tầm ăn rỗi Đặt chén rượu xuống thành mâm Ông sĩ tươi cười nói Thế nào cậu Cường Đáp số bài toán của cậu đã đúng hoàn toàn rồi đó Bây giờ giải thích cho chú cháu tôi nghe được rồi chứ Hay là làm mò Cần nói khích Giá làm mò lắm mà Mai ra thì chúng Không chúng thì huê cả lang chứ gì Mò sao được bạn Cường Vinh vào cãi Đã thế không cho thằng Căn nghe nữa Cơ chính cái đứa vội dàn hòa Thôi anh Căn để yên cho anh Cường nói Thưa bác Cường nói Cháu định chắc Bài sống cải cách của bác Khai Không thể có những ý nghĩa khúc mắc Vì chủ tâm của bác Khai là chỉ dẫn cho người nhà thấy ngay Chứ không phải cố tạo khó khăn để che mắt người ngoài Miếng đất vẫn ở trong tay họ Nguyễn Thiện thì dấu diêm ký quá làm gì cho tốn công nếu bó buộc phải dùng phép triết tự để che giấu che giấu gọi là thôi thì cũng không phải là phép triết tự theo kiểu các cụ thâm nho bởi thế cho nên cháu chỉ nghĩ đến cái gì thật là giản dị trong những điểm khác thường của bài sấm như hôm qua cháu đã trình bày câu thứ nhất có chữ tranh viết toàn hoa là một điểm lạ đó có nghĩa là bác hai bảo hãy chú ý đến bức tranh câu thứ hai không có gì đáng nói Câu thứ ba viết toàn hoa để lưu ý đến các điểm khác lạ. Câu này có hai điểm lạ. Điểm lạ thứ nhất là cố ý viết sai bốn chữ mã đề dương cước ra thành mã đầu dương cước. Mã đề nghĩa là móng ngựa, còn mã đầu nghĩa là đầu ngựa. Mã đầu còn có nghĩa là đầu chữ mã và đầu chữ mã không chi khác hơn là chữ mờ. Dương cước là chân dê hay là chân chữ dương? Đầu chữ dương là chữ dê cũng đọc là dê. Dê có bốn chân, Vậy bốn chân của chữ dương chính là các chữ ương Giờ ta ghép mã đầu Mờ vào dương cước Ương ta có chữ mương Điểm lạ thứ hai của câu 3 là cố ý viết sai ba chữ Anh hùng tận là ba chữ tranh cùng tận Ba chữ này nếu hiểu chữ nhau một cách thật nôm na Có nghĩa là Chỗ cùng tận của bức tranh Cả câu thứ ba có nghĩa là Cái đường mương chỗ tận cùng bức tranh Nó chỉ cho ta một điểm chỗ tận cùng của đường bưng ở bức tranh tức là chỗ gãy khúc mà bác nói có thể nhận được dễ dàng trên thực tế câu thứ tư cũng có hai điểm lạ điểm lạ thứ nhất là chữ thân dậu niên viết toàn hoa dậu đồng âm với dậu là cái hàng đào thân dậu có nghĩa giản dị là thân cái hàng đào niên đây là cây vạn niên thanh trồng ở hàng đào ba chữ thân dậu niên có nghĩa là cây vạn niên thanh trồng ở thân hàng đào nó chỉ cho ta thấy một điểm thứ hai chỗ trồng cây vạn niên thanh ở thân hàng đào quay sang cư cường hỏi chỗ hai điểm trên một mặt phẳng tao có thể làm gì nhớ không dạ nhớ cơ bộ trả lời ta có thể vạch một đường thẳng mà chỉ một đường thẳng mà thôi giỏi cường khen và đường thẳng ấy chạy từ khúc gãy của đường bương đến chỗ trồng cây vạn niên thanh ở hàng đào điểm lạ thứ hai của câu chót là thiếu mất một chữ đó là chữ lai like. Chữ thứ tư tức là Chữ đứng giữa trong một câu thơ bảy chữ Câu thơ khuyết một chữ ở giữa Khiến cho ta có thể đoán rằng Đồ trôn dấu ở ngay chỗ chính giữa Cái đường thẳng mà ta vừa vạch ra Và y như rằng Khi đào ở khúc ấy Ta thấy ngay những gì bác khai để lại cho căn và cơ Ông sĩ tấm tắc khen Cậu Cường giỏi thật đấy Thằng căn thằng chính cũng đi hướng đào từ lâu như cậu Mà chẳng đứa nào sáng trí và tháo vát bằng tuy kết quả đã được như ý muốn ông sĩ dường như hãy còn thắc mắc nên hỏi thêm cường cậu cường chẳng cũng để ý thấy ở câu chót sáu chữ kiến có ba dâu chấm lơ lửng trong câu sớm đích thực ba chữ kiến thái bình đi một lèo chứ đâu có ngập ngừng như vậy nhỉ cậu giải thích thế nào điểm khác thường ấy cường đáp Thưa bác, chính mà dấu chấm lửng lơ ấy làm cháu mất rất nhiều thì giờ suy nghĩ mà không dám chắc nếu chôn dấu ở chính giữa đường thẳng. Thực vậy, nếu đem số chữ trong câu và coi dấu chấm như ba chữ thì chỗ khuyết, chỗ của chữ lai like, lệch hẳn về một bên. Cháu nghĩ mãi không ra về phía nào, phía đường mương hay phía hàng đào, không có gì chỉ dẫn cả. Sau cháu nghĩ thế này, dụng ý của bác khai không phải là làm đắc rối, làm phức tạp mọi sự. Ba dấu chấm theo sau chữ kiến, do đó chỉ có mục đích lưu ý chúng ta nhiều và câu thứ tư mà thôi Có thể hiểu đại khái câu ấy như thế này Hãy đào ở chính giữa đường thẳng đá vạch Sẽ thấy cái mà chúng ta cần thấy Chứ không phải thấy cái thái bình Cơm nước xong Về đến Sài Gòn vừa tối mịt Ghé dập báo đầu đường mua mấy tờ Có những tin tức thời sự đang đến hồi gai cấn Bỗng cơ nhảy trồm lên la Trời ơi sao này có chuyện thế này Tất cả dũng bảo coi thì nào đó là một tin gai cấn trong mục xảy ra trong nước 24 giờ qua. Con cái đời nay, đêm 28 rạng ngày 29 tháng 12 tại hẻm số 789, 123 đường Lê Văn Duyệt đã xảy ra một vụ cướp đất táo bảo. Khổ chủ là ông TVK 53 tuổi và bà CTT 49 tuổi. Chính con trai độc nhất của khổ chủ là cậu TVT 17 tuổi đã dẫn cướp về nhà khảo đả bố mẹ để lấy số tiền 300.000 mà ông ca vừa kiếm được. Tác tệ xong, cậu con trai quý tử còn khui la ve ra cho đồng bọn giải khát. Bất ngờ quá chén không đi được nên đồng bọn đánh bỏ y lại vì đã cận giờ giới nghiêm. Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ cậu T để điều tra đồng bọn của cậu T đang bị truy nã gắt. Cơ mắt đỏ hoe thở dài nói với Cường. Em chắc anh Tỳ không đến nỗi táng tệ như vậy đâu. Lời biếng bê ta thì có nhưng bất nhiễu bất mục đến mức đó thì không Anh Cường có cách gì cứu dùm cho anh ấy không Anh em ta hãy tới thăm Bắc Mười xem sao đã Rồi sẽ liệu sau Cường bình tĩnh đáp Ờ phải đấy Ông sĩ xô sang nói Hai anh em lại trước đi xem có giúp đỡ được gì chăng Chú sẽ tới sau Ông Mười bà Mười Đầu bó bằng trắng lốp Ngồi ù rũ mỗi người mùa xó Trong căn nhà buồn như cố tang Hai người giật mình khi thấy Cường và Cơ đẩy cửa bước vào Ba có sao không? Má có đau không? Má Sau phút mùi lòng khi gặp lại thằng con nuôi trong hoàn cảnh bí đan hiện tại Ông Khoái cố bình tĩnh kể lại cho Cường nghe từng chi tiết Thầm mong trí thông minh của cậu hướng đạo sinh này sẽ giúp giải oan cho thằng tỷ Chúng nó ba thằng cậu ạ à, Đứa nào cũng bịt mặt và đứa nào cũng cao cỡ thằng tỷ cả tên cầm đầu đôi cái nón cái tím và đeo cặp kính đâm y như thằng tỷ. Thoạt trông tôi suýt lầm, cái nón, cặp kính và cả cái khăn mùi xoa bịt mặt đều là đồ của thằng tỷ. Mặc dù nó cố bắt chước dáng điệu và giọng nói của thằng tỷ, nhưng tôi nhận ra ngay là không phải thằng tỷ. Bà Mười nói sen chúng nó khảo ông ấy tàn nhẫn quá. Tôi xót tuột kêu lên thì thằng đứng canh chừng tôi đánh tôi mấy cái vào đầu và mặt đau điếng Ông Mười kể tiếp Của đau con sót cậu ạ à? Tôi nhất định không khai cho cướp tiền Thằng đứng cạnh nhà tôi gọi thằng đầu đảng Tuệ À tỷ Tao cắt tay má mày được không Thằng chú đang trả lời tình bơ Cắt thì cắt sợ gì bến có tiền thì thôi Tên kia lạnh lùng đút con dao bấm Di sát mặt nhà tôi định cắt tay thật Tôi sợ quá đành phải chỉ chỗ cho chúng nó Bung bỏ dạ Thả để của đi thay người còn hơn thì bác giấu tiền ở đâu mà chúng lục không thấy cường hỏi ngay trước mắt đó cậu chỗ hở nhất mà hoa đà chỗ ký nhất nhưng khuôn cũng không lại với ông trời số mất của thì để đâu cũng mất tôi giấu ngay trong cái tủ thuốc kia kìa à à cường nhìn tủ thuốc nói sao bác đóng tủ thuốc cao thế nhà không có con nít kể ta chả cần đóng cao thế làm gì nhưng tôi dùng nó làm chỗ cất tiền cho kín đáo ngăn trên cùng chỉ có mấy cuộn băng để ngoài làm vì bên trong trống đống để được khối tiền cường hỏi vậy muốn lấy tiền dễ thường phải bắt ghế à đúng vậy lần nào cất tiền vào hay lấy tiền ra tôi cũng phải trèo lên một cái ghế con nhưng thằng đầu đảng này thì không nó kiêng chân một cái là vơ lia cả mấy cọc bạc một cách ngon ơ thằng cơ la lên vậy không phải anh tỷ lấy rồi ba ơi Ba con nhớ cách đây Đâu chừng hai tháng Ba sai anh ấy lấy chai thuốc đỏ mắt Để ở bên trong từng thứ chai Anh ấy kiếng chân mãi không bơi tới Ba la ầm lên đó không Phải rồi Ba mừng ở điểm thằng tì không phải là quân ăn cướp Thế là được rồi Ông Mười kể tiếp Lấy tiền xong Chúng đánh vợ chồng tôi ngất đi trước khi chúng rông Tỉnh dậy Thấy thằng tì ngủ gục ở bàn Trên bàn la liệt những vỏ chai la ve có cả cái nón kết và cặp kính của thằng tỷ nữa dưới đất vứt tung một mảnh băng keo và một sợi dây thừng bữa ở đà lạt về cưng ở cắt ngang bác có cho anh tỷ tiền không có tôi cho nó mười ngàn rồi anh ấy ở nhà không nó đi chơi ngay tối không thấy về ăn cơm vợ chồng tôi đợi mãi không thấy nên ăn trước ngồi nói chuyện khào đến mười một giờ khuya thì xảy ra vụ khốn nạn đó Cường bố mạnh vào vai cơ hỏi. Cơ có nhớ, bữa đuổi thằng ăn cắp xe, anh cảnh sát viên hải đã nhận ra thằng Chi Cao trong băng thằng Tuệ xếu không? Chính bữa ấy, anh bắt gặp thằng Tì, mang cái Chi như tấm lịch treo tường đi vào xóm thằng Tuệ ở ngã tư Bảy Hiền. Về sau, hình như anh Tì có thú thật với bác đằng anh ấy gửi bức tranh ở nhà thằng Tuệ thì phải. Phải rồi, phải rồi. Bà Mười vội đỡ lời. Vậy là rõ ràng rồi, thưa hai bác đều đuôi có thể như thế này chiều hôm ấy có tiền anh tỷ hân hoan lại nhà thằng Tuệ ở bảy hiền khao các bạn liệu vào lời ra tỷ khoe nhà có tiền tụi chúng dúi ảnh về lấy nhưng ảnh không chịu chúng phục điệu cho ảnh say rồi lấy từng trói lại dán băng keo vô miệng rồi trở đến đây cùng một số vỏ chai la ve chúng bỏ anh nằm còng queo ngoài hàng ba khi chúng vào trong này khảo quả hai bác băng thằng tuệ đứa nào cũng cao kèo cao hơn cả thằng tuệ đầu đảng nó đội nón tỷ mang kính của tỷ và bịt mặt bằng mùi xoa của tỷ để chú tết tội lỗi vào đầu tỷ và đánh lạc hướng cuộc điều tra bà gái đã có nghe thấy một đứa quen miệng kêu nó là tuệ trước khi sửa lại là tỷ mà chớp được tiền xong chúng cần đánh cho hai bác ngất đi để khỏi trông thấy chúng thi hành thủ đoạn kế tiếp tức là chúng cởi trói cho tỷ gỡ bằng keo và lôi vào đặt cạnh bàn gục đầu xuống bên những vỏ chai mà chúng đã cẩn thận mang theo ông khoái nở một nụ cười hao hắt khen hậu cường đoán việc thật rành nghe cậu nói tôi như người ngủ mê mới tỉnh như người ở trong bóng tối bước ra chỗ sáng thế cơ quan cảnh sát đã lấy lời khai của hai bác chưa rồi ông mười đáp sáng nay mới ổng tới dẫn theo cả thằng tỷ nữa thế bác khai ra làm sao đại khái cũng như vừa kể cho cậu nghe đó à họ có để mấy món đồ vào ngăn trên cùng tủ thuốc và bảo thằng tỷ bữa tay lấy xuống cho họ nó với mấy lần không tới cô kiêng chân lắm mới vừa tới quận băng để ngoài cùng họ có hỏi bác nghi cho ai không có tôi trả lời không biết nghi cho ai nhưng nhất quyết không phải là thằng tỷ họ còn làm những gì nữa không bác có chứ họ kiếm những nút chai la ve nhưng không thấy họ nói riêng với nhau tôi nghe lỏm câu được câu trăng dường như họ đang rào nghiệm để kiếm dấu vân tay trên những vỏ chai la ve trên nón kết kính đâm và cả trên miếng băng keo nữa nhưng chưa có kết quả tội nghiệp tôi thoáng thấy ở cổ tay thằng tỷ có vết bầm chắc do dây thừng trúng trói kể xong ông khoái băn khoăn hỏi vậy làm thế nào mình minh oan được cho thằng tỷ hả cậu về phần bác nếu cảnh sát có điều tra bổ túc bác nhớ khai anh tỷ dại dột chơi với bọn thằng tuệ xếu và thằng chi cao ở bãi hiền nên bị chúng lợi dụng Bằng ấy đứa nào cũng cao, thằng Tuệ cao hơn anh tỷ nên có thể vơ tới chỗ để tiền. Bác nghi cho hắn vì một tên đồng bọn đã nhịu miệng kêu nó một lần bằng tên thằng Tuệ. Ông khoái gật đầu, cố ghi nhớ trong khi Cường nói tiếp. Còn về phần cháu, cháu sẽ thư với ba cháu điện thoại can thiệp cơ quan phụ trách điều tra theo chiều hướng phá vỡ bằng thằng Tuệ bày hiền. Tuy nhiên nghe lời bác nói... Cháu có cảm tưởng cơ quan cảnh sát đang truy nã thủ phạm đúng theo chiều hướng ấy Chắc chắn anh tỷ được vô can Nhưng sở dĩ chưa được cho về Vì họ còn đợi bắt xong tụi thằng Tuệ Hai bác cứ yên tâm Thằng cứ ôm lấy bà Mười Nước mắt chạy quanh Má đừng buồn Thế nào rồi anh Tùy cũng được vô can Con có ít chục ngàn đây Ba má dùng đỡ Mai mốt chú con sẽ giúp đỡ ba má thêm Bà Mười cảm động khóc thút thít Con tôi hiếu thảo quá Thế mà ba má trước kia xử tệ với con Càng nghĩ má càng hồ thẹn quá Bà đừng nói như vậy Cường đỡ lời Ơn hai bác cứu sống thằng cơ lớn như trời bể Nó có buồn phận phải báo đáp bác Rồi kết luận Thôi Xin phép hai bác Chúng cháu về để hai bác đi nghỉ Hai bác cứ yên tâm đi Cháu cam đoan thế nào anh tỷ cũng được vô can 9 giờ sáng hôm sau trong khi ông bà Mười đang tiếp chuyện ông thiện sĩ Thì thằng Tỳ đi xích lô máy về nhà Nó chạy ào vào ôm lấy ba nó Ôm lấy má nó Khoe rối rít Con được vô can rồi ba má ơi Chờ thấy ông sĩ mỉm cười nhìn mình Nó bộ chắp tay cúi đầu chào rất lễ phép Rồi ôm mừng thằng cơ nó khoe Cảnh sát đã thục được cổ tất cả tội thằng Tuệ thằng Chi Số tiền lấy lại được gần hết Vì đêm qua gặp cỡ giới nghiêm Chúng chưa có dịp tiêu xài Thế là may không Ngồi xa xuống cạnh mẹ Nó thủ thủy Nhưng mọi người đều nghe rõ Bây giờ con đã tỉnh ngộ rồi Má ơi Từ đây con không thèm giao du với lũ bạn xấu như thằng Tuệ nữa Con sẽ đi học đàng hoàng Đỗ đạt được càng ngay Không đỗ con sẽ đi làm thợ Con sẽ kiếm sống một cách lương thiện cho ba má khỏi mắc cỡ vì con Một lần danh dự suýt bị tổn thương Con quyết không bao giờ đi vào vết xe cũ nữa Nở một nụ cười đặng đỡ Ông Mười nói với ông sĩ Ông chủ ơi không những thằng con tôi tỉnh ngộ Tôi cũng tỉnh ngộ luôn nhờ cái biến cố vừa qua Bây giờ tôi không dám chống bán câu châm ngôn Mỗi ngày một việc thiện của cậu Cường nữa Tôi thề bỏ hẳn cái tật mê cá ngựa Tôi sẽ đi sửa xe thế vào chỗ thằng cư ở bên thông trường đua Tôi sẽ sống một đời sống lương thiện, lành mạnh Có tu thân mới tề ra được, phải không ông chủ? Ông sĩ chưa kịp trả lời, bà Mười đã nói tiếp luôn Tôi cũng vậy, từ đây không thèm bê tha bài bạc nữa thu dọn nhà cửa cho vén khéo và trông nom cái ăn cái mặc cho chồng con sướng hơn ông sĩ trịnh trọng nói tôi thành thực mừng cho ông bà và cậu tỷ tiền đây tôi cũng xin nói để ông bà mừng dùm cho nhờ cậu cường hiểu được ý nghĩa mấy câu thơ sau bức tranh chúng tôi vừa kiếm lại được chút tài sản của anh tôi để lại cho các cháu tôi xin trích ra một phần biếu ông bà gọi là đền đáp phần nào công ơn của ông bà đối với cháu trong lúc hoạn nạn Xin ông bà vui lòng nhận số tiền nhỏ mọn 200 ngàn này để làm vốn Sau này cần thêm, ông bà chớ quản ngại Cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ xin cố gắng giúp đỡ ông bà Quá cảm động, ông bà mười tân tấn nước mắt Cảm ơn ông chủ, ông chủ đối với chúng tôi tốt quá Quả là chúng tôi may mắn gặp được quý nhân Nhờ ông chủ và cậu Cường, vợ chồng, cha con chúng tôi mới tỉnh ngộ Và mới có hy vọng sống một đời sống sạch sẽ và đáng sống các bạn vừa nghe xong chuyện dài mang tựa đề bí ẩn bức tranh cổ qua sự diễn đọc của thanh bình còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại